Chương 21 21 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Kế tiếp trong thời gian, Tô Nam đã khởi tinh thần bồi kim đùi ngoạn. Chẳng qua nàng tuy rằng biểu hiện cổ động, nhưng đường dực là loại người nào a à, hắn tin đâu, chỗ nào hội nhìn không ra đến nàng có lệ. Hỏi nàng vì sao mất hứng đi, nàng lại nói cái gì sự đều không dùng, khiến cho hắn cũng thực buồn bực. Rời đi thời điểm, Tô Nam đi theo đường dực hướng đoàn xe chạy đi đâu, giữa đường, bỗng nhiên cước bộ dừng một chút. Một cái nhìn quen mắt nam nhân hướng tới bọn họ đi tới. Khéo như vậy, đường tổng cũng khách du lịch. Hoa đào mắt giang phu cười chào hỏi. Đường dực thần sắc thản nhiên, tưởng tổng, chúng ta đã chuẩn bị đi trở về, đi trước một bước. Hắn lãnh đạm thực rõ ràng, tưởng tổng cũng không thèm để ý, ánh mắt theo hắn phía sau tô nam trên người lượt qua, Thâm Ý sâu sắc cười cười, hướng mặt bên đi rồi một bước, thân thủ ý bảo, "Đường tổng thỉnh, đường phu nhân thỉnh." Hắn cười đến tùy ý, Tô Nam ngược lại càng thẳng thắng lưng, mặt không biểu cảm theo trước mặt hắn đi qua. "Này nam nhân cố ý xuất hiện tại nơi này có ý tứ gì?" Chẳng lẽ thật là trùng hợp. Cô Nam trong lòng chíp bông, ngồi vào trong xe cũng không an ổn. Đường giật quay đầu, do dự một chút, thân thủ đặt tại trên tay nàng rất nhanh liền đến da. Tô Nam co rúng lại một chút, bắt tay theo hắn dưới tay tránh ra. Đường dực khóe miệng cúi xuống dưới, theo hắn góc độ, chỉ có thể nhìn thấy nàng xinh đẹp tuyệt trần mặt bên, lại nhìn không thấu nàng biểu cảm. Đường tiên sinh xuất hành, bên người tự nhiên là có bảo tiêu, bất quá ở làng du lịch thời điểm, hắn vì nhường Tô Nam ngoạn vui vẻ, cho nên không nhường bảo tiêu đi theo. Không chỉ có là hắn, Lý Trí Minh cùng một hương tư hai người cũng là làng du lịch ở ngoại ô, tương đối hẻo lánh, bọn họ là buổi chiều tài xuất phát, hành trình một nửa thời điểm, Thái Dương liền bắt đầu tây rơi xuống. Làm đêm đen hoàn toàn tiến đến thời điểm, bọn họ đã đến kinh thành ngoại ô. Lão bản, mặt sau bảo tiêu bỗng nhiên mở ra bộ đàm, nói, mặt sau có người đua xe. Đường dực thần sắc rất bình tĩnh, nhìn ra được đến là ai chăng? Đại bộ phận không biết, nhưng là có trương gia tiểu công tử, lý gia đại thiếu, còn có. Hắn báo ra vài người danh, đều là trong vòng luẩn quẩn hoàng khố, bình thường chính là đua xe uống rượu. Đường dực bất động thanh sắc, không cần để ý tới bọn họ. Phỏng chừng chính là này đàn hùng đứa nhỏ ở trận đấu. Kỳ thật bảo tiêu đội trưởng cũng là nghĩ như vậy, hắn cũng chỉ là cùng đường dực xin phép một chút. Tô Nam nhìn về phía ngoài cửa sổ, kỹ chiếc ha gào thét mà qua. Nhưng mà ngoài ý muốn là, khi kỹ chiếc Harley ở vượt qua bọn họ sau cũng không có rời đi, mà là một cái dừng ngay đứng ở trên đường, bãi thành một loạt, vừa vặn ngăn chặn đường giật bọn họ đường. Lái xe chạy nhanh phanh xe, thiếu chút nữa liền đánh lên. Đường giật sắc mặt đen. Này đàng hoàng khố là mắt mù vẫn là đần độn, hắn đoàn xe cũng dám ngăn đón. Nếu bọn họ không có bệnh, thì phải là. Hắn ở tô nam trên vai xoa bóp một chút, một lát mặt kệ phát sinh cái gì, ngươi đều không cần xuống xe. Tô Nam Tâm cũng đi theo Huyền đứng lên, đây là đã xảy ra chuyện. Nàng cầm trụ tay hắn, ngươi cũng đừng xuống xe. Đường giật cười cười, vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng thả lỏng, ta không đi xuống. Nhưng này cũng không phải hắn có thể làm chủ. Khi trước một chiếc Harley chủ xe bắt mũ giáp, lộ ra một trương anh tuấn mặt. Đó là một con lai, ánh mắt thâm thúy mê người, cười lúc thức dậy khóe miệng thượng oai, rất là tà mị. Elvis, thật lâu không thấy. Tô Nam rõ ràng cảm thấy đường dực thân thể buộc chặt đứng lên. Hắn thân thủ mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe. Tô Nam giữ chặt hắn, hắn hoàng hồn, trấn an cười cười, không có việc gì. Vài cái bảo tiêu cũng nhanh chóng xuống xe, tụ tập đến bên người hắn. Còn có Lý Trí Minh cùng một hưng tư hai người, thấy hắn xuất ra, cũng đều cùng xuất ra, còn mang theo đều tự bảo tiêu leo đường giựt ở phía trước đứng định một cước giẫm nát ha ly thượng thủ cũng khoác lên mặt trên cười đến tùy ý sáng lạng eo viết, không nghĩ tới sẽ ở hoa quốc nhìn thấy ta đi ngươi tới hoa quốc làm cái gì đừng như vậy ta lão đồng học ta cố ý tới tìm ngươi a à, chẳng lẽ ngươi không vui sao leo khoa trương cười ha hả vui vẻ ngươi cố ý đem ta ngăn ở trên đường sao? đường giựt khóe miệng hiện lên một chút cười lạnh có người cố ý cho ngươi báo tin. Bằng không leo ở hoa quốc khả không có gì thế lực, làm sao mà biết hắn hành trình. Như trước cười đến sáng lạng, ai nhường eo viết ngươi như vậy không làm cho người thích, tưởng giáo huấn ngươi nhân không chỉ ta một cái đâu. Đường giật hai tay nhét vào túi, hơi hơi cười lạnh, giáo huấn ta, ngươi. Ngắn gọn một câu tràn đầy kinh thường. Lập tức liền lãnh sụ mặt, bả đầu khôi trong tay tự mình điên vài cái, ngã ngớn cười nói. Elvis, không biết vài năm không gặp, ngươi thân thủ có phải hay không còn cùng năm đó giống nhau đâu. Hắn nhìn xem đường dực phía sau đứng thành xếp bảo tiêu, trong ánh mắt hiện lên kinh thị, ta vài năm nay nhưng là ngày đêm khắc khổ, chính là tưởng đêm năm đó ngươi gia tăng ở trên người ta sỉ nhục toàn còn cho ngươi đâu. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đem trong tay mũ giáp dùng sức hướng tới đường dực bên này ném đi. Đường dực mặt không đổi sắc tiếp được, tùy tay ném cho mặt sau bảo tiêu vương đầu lưỡi liếm liếm môi bàn tay to vung lên thường không chỉ là phía trước này kỹ chiếc ha mặt sau còn có chút đua xe mặt trên xuống dưới một ít nhân người người cơ bắp phung trương sắc mặt không tốt có bản địa hoàng khố đã bị dọa choáng váng lắp bắp nói leo ca như vậy không tốt lắm đâu thiên a hắn thật là cái cầm chia hoa hồng hỗn ăn chờ chết hoàng khố mà thôi hắn biết này leo lai lịch bất phàm chính là đánh ôm đùi chủ ý mà thôi. Nhìn hắn giận đường gia chủ, bởi vì chính mình một điểm không thể cho ai biết âm u tiểu tâm tư, liền ám trạc trạc tránh ở một bên xem náo nhiệt, khả hắn thật sự thật không ngờ, hai người cứ nhiên muốn đánh lên. Cường Long không áp địa đầu xà. Leo xuất thân cao tới đâu quý, ở kinh thành này địa giới, vẫn là đường gia ngưu. Liên lụy tiến sự tình lớn như vậy lý, hoàng khố chân đều phải bị dọa nhuyễn nghe được hắn trong lời nói sau cũng chỉ là nhẹ nhàng cười cầm trong tay một căn bóng chày can chỉ vào vài cái rung rung hoàng khố nói không muốn chết liền tránh xa một chút vài cái hoàng khố muốn khóc hai phương hỗn chiến đến cùng nhau hiển nhiên là có bị mà đến bất quá này dù sao không phải hắn thế lực phạm vi cho nên mang đến nhân cũng không phải rất nhiều nhưng theo số lượng thượng xem cũng cơ bản cùng đường dực bên này bảo tiêu tề bình nhưng hai người trong lúc đó khí thế lại không giống với. Có thể đi vào đường gia chủ bảo tiêu đội, liền không có một cái nguyễn chân tôn, tất cả đều thân thủ không sai. Mà leo bên kia nhân lại sát khí quá nặng. Tô Nam ghé vào cửa sổ biên xem, mày dần dần ninh nhanh. Những người đó, sợ là gặp qua huyết. Bọn họ không phải ở đánh nhau, mà là ở ý đồ giết người. Nếu không phải đường dực bên này bảo tiêu cũng đều là xuất ngũ binh xuất thân, người người thân kinh trăm luyện, bình thường bảo tiêu bị bọn họ sát khí nhất áp, cơ bản sẽ tan tác. Nàng nhìn về phía đường dực bên kia, hướng đến ổn trọng đại khí nam nhân, cởi tay trang, cùng cái kia leo đánh thành một đoàn. Này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy hắn động thủ. Nàng từ nhỏ ở võ quán trưởng đại, đánh nhau giá phương diện này ánh mắt độc ác, nhìn ra được đến hai người là lực lượng ngang nhau. Tuy rằng cái kia leo sát khí rất nặng, nhưng đường dực xuống tay cũng thực ngoan. Một cái giống Linh Cẩu giống nhau thị huyết, một cái khác như là Sài Lan giống nhau hung ác. Cứ việc biết một chốc đường dựt sẽ không ăn mệt, Tô Nam vẫn là đi theo lo lắng đề phòng, đặc biệt khẩn trương. Phanh Có người nhất côn đánh vào cửa sổ trên thủy tinh. Cũng may này xe là trải qua cải trang, đều là phòng bạo chống đạn, cho nên thật không có đánh nát, nhưng là dọa Tô Nam nhảy dựng. Lý Trí Minh cùng một hưng tư mang đến bảo tiêu bên trong đã có nhân bị thương kia hỏa nhân xuống tay rất ngoan mắt thấy muốn tai nạn chết người tô nam nhất thời nhiệt huyết dâng lên mở cửa xe liền liền xông ra ngoài nàng có bị mà đến mà những người khác thấy nàng một cái tiểu cô nương chỉ biết khinh thị một cái bất lưu thần đã bị nàng nhất chiêu lưu âm chân đá té trên mặt đất lên không được nhanh chóng đoạt lấy một cái gậy gộc tô nam ở trong tay suy nghĩ vài cái liền vọt vào đi cứu người khóe mắt thấy đến một màn như vậy đường dực sợ tới mức tâm đều phải nhảy ra. Xem chuẩn cơ hội, một quyền đánh vào hắn tả trên vai. Hắn cũng thấy tô nam theo trong xe lao tới, vừa định cười nhạo đường dực vài câu, đã bị tiếp những việc phát sinh sau đó cả kinh thiếu chút nữa trong mắt trừng xuất ra. Hắn thủ hạ kia đó sói giống nhau cấp dưới, cư nhiên bị một cái tiểu cô nương tấu phiên. Nếu nói này chính là cái trùng hợp trong lời nói, khi kế tiếp cô nam biểu hiện quả thực làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Khi căn phổ phổ thông thông trường côn trong tay nàng như là có sinh mệnh bình thường, xoay tròn tự nhiên, rơi lưu sướng. Mỗi một bổng chém ra, đều sẽ trùng trùng giả ở mổ cá nhân trên người, mạnh mẽ độ mạnh yếu thậm chí nhường trường côn công lên. Đừng dực phục hồi tinh thần lại, bắt lấy cơ hội hung hăng đè nặng leo bạo đánh một trận. Hỗn chiến dằn con một lát, bén nhọn minh tiếng sáo liền vang lên vài cái bị đánh cho bất thành hình hoàng khố thật sự khóc thành tiếng đến. Bọn họ lo lắng mặt sau bị đường dực trả thù, rõ ràng dằn lòng vọt vào vòng chiến đi công kích leo bên kia nhân, có thể nghĩ, một đám chỉ biết là ngợp trong vàng son công tử ca gặp phải thử nha linh cẩu, sẽ là cỡ nào bi thảm cảnh tượng. May mắn, bọn họ lâm thời đánh báo nguy điện thoại hữu dụng. Phun ra một búng máu thủy, đối đường dực so với một cái xuống phía dưới ngón tay cái, thổi một tiếng khẩu tiếu, mang theo chính mình người nhanh chóng rút lui khỏi mà đường dực bên này bảo tiêu cũng không có ngăn trở dù sao giặt cùng đường đừng truy tô nam dùng trường côn chống đỡ cả người đều suyễn không được phát ra phá phong tương giống nhau thanh âm nàng hiện tại tâm đột đột khiêu ngực cũng nóng bừng trên người cũng không có khí lực chính là ở nỗ lực chống đỡ đường dực bước đi đi lại một phen ôm nàng gắt gao đem nàng hướng trong lòng bản thân tắc nghĩ mà sợ không thôi miệng lại ác thanh ác khí giáo huấn. Ngươi thế nào lá gan lớn như vậy? Trời biết hắn thấy Tô Nam lao tới kia một khắc cả người đều như là lọt vào núi đao biển lửa, đau lòng ít có thể hô hấp. Hắn thiếu chút nữa cho rằng, chính mình sẽ mất đi nàng. Tô Nam mệt một ngón tay đầu đều nâng không dậy, dựa vào ở trong lòng hắn còn rơi xuống, bị đường dực ôm chặt lấy. Nàng kỳ thật cũng có chút nghĩ mà sợ. Dù sau này không trước đây, nàng hiện tại thân thể khí lực còn chưa đủ. Vừa rồi tình huống rất nguy cơ, nàng cơ hồ điều động thân thể sở hữu tiềm lực ở chiến đấu, mỗi một côn chém ra đều dùng xong 10 thành lực đạo. Hiện tại cảnh báo giải trừ, chống đỡ nàng kia cổ kình nhi lập tức sẽ không có, cả người chỉ cảm thấy mệt mỏi, như là mới vừa đi qua thiên sơn vạn thủy, mệt đến hư thoát. Minh tiếng sáo trung, đường dực ở nàng đỉnh đầu hôn môi một chút, thấp giọng nói. Bảo bối, về sau không cần làm ta sợ, ta không thể mất đi ngươi. Tô Nam bên tai nổ vang, hoang mang nâng dương mắt ra, hắn đang nói cái gì? Buồn ngủ quá, rất muốn ngủ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 22 22 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tô Nam lại tỉnh lại thời điểm, ánh vào mi mắt là chính mình phòng ngủ trần nhà, đầy phòng ánh mặt trời. Nàng thử ngồi dậy, cũng rất mau kêu lên một tiếng trùng trùng nằm trở về. Toàn thân cao thấp đều thực toan đau. Nàng ngày hôm qua dùng sức rất mảnh, phỏng chừng tu dưỡng vài ngày. Bụng tiếng gầm rú còn có sáng lạng ánh mặt trời đều nhắc nhở chính nàng ngủ thật lâu, vì trấn an chính mình muốn điểm tâm ngủ tạng miếu, nàng chỉ có thể cắn răng theo trên giường đứng lên. Xoay người mặt vào dép lê, còn chưa có đứng lên, chợt nghe đến môn bị mở ra thanh âm, đường dực bước nhanh đi vào đến. Hắn lập tức đi tới, chân thật đáng tin đem nàng hướng trên giường nhấn. Tô Nam mạc danh kỳ diệu, dương nanh múa vuốt phản kháng, ai? Làm gì đâu? Hảo hảo nằm, đường dực phụng phiệu nói, ngày hôm qua vừa thể hiện, hôm nay lại muốn làm gì? Cô Nam cảm thấy thực quan, ta chính là muốn ăn cơm mà thôi. Đói chết ta. Nên. Đường dực một bên đem nàng hài cởi ra ném tới góc tường, Vừa nói, chính là nên đói ngươi kỹ đốn, cho ngươi dài cái giáo huấn. Tô Nam Trừng lớn mắt, không thể tin xem hắn, cái gì? Đói kỹ đốn? Này tuyệt đối không được. Ta ngày hôm qua cũng không có thêm phiền A. À. Nàng ủy khuất nói, chẳng lẽ ngươi không biết là ta thực anh Dũng rất tuấn tú khí sao? Nàng hai tay khoa tay múa chân một chút tư thế. Đừng giật xem cái dạng này nàng, lại là sinh khí lại là mừng thầm ý là nàng không màng chính mình an nguy mừng thầm là hắn tiểu thê tử quả nhiên cùng bình thường nữ nhân không giống với nguyên bản hắn hạ quyết tâm cấp cho nàng cái giáo huấn hiện tại nhìn đến nàng biết miệng trang đáng thương tâm mềm nhũng thiếu chút nữa liền buông tha cho nhưng là ngay sau đó hắn lại kiên định đứng lên hùng đứa nhỏ ba ngày không đánh leo tường dở ngói đáng thương tô nam bị nhấn ở trên giường còn đi vì chính mình trống rỗng bụng kêu trên đâu đã bị đường tiên sinh phiên cái thân, không phản ứng đi lại đâu, chợt nghe đến phách một tiếng. Nàng. Cư. Nhiên. Bị. Đánh. Thí. Cổ. Xấu hổ và giận dữ muốn chết cô nam lập tức giãy dụa đứng lên, ngươi ngươi ngươi. Đường dực cường ngạnh đè lại nàng, lại ở trên mông nàng đánh một chút, đây là đưa cho ngươi trừng phạt, cho ngươi sàng bậy. Nhìn ngươi về sau còn có dám hay không? đường giật ngươi đại gia. Tô Nam một trương mặt đỏ muốn lấy máu, chỉ cảm thấy cả người cũng không tốt. Nàng một cái 20 tuổi người trưởng thành, bị trừng phạt phương thức cư nhiên là đánh đòn. Nàng thà rằng đi đứng góc tường A. Khi còn có thể họa cái quyển quyển nguyền rủa hắn đâu. Nàng giải dụ lợi hại, đừng giật cơ hồ muốn khống chế không được nàng, rõ ràng chính mình trèo lên giường, áp ở trên người nàng. Hắn một cái gần một m chính đại nam nhân, khi thật sức nặng toàn áp ở Tô Nam trên người, thiếu chút nữa nhường nàng học máu. Từ chối vài cái căn bản tránh thoát không ra, Tô Nam theo trong hàm răng bài trừ một câu. Đừng giật. Ngươi đặt sao bệnh thần kinh A. Cho tới bây giờ không bị người mắng qua bệnh thần kinh đường tiên sinh mộng bức trong nháy mắt, tiện đà tươi cười hiện lên khóe miệng, hắn dán tại nàng lỗ tai bên cạnh nhẹ giọng nói. Nói lại lần nữa. Tô Nam. Nha điên rồi không cứu. Mà trên thực tế, đường tiên sinh hiện tại tâm tình thật sung sướng. Này vẫn là Tô Nam lần đầu tiên đối hắn thẳng hô kỳ danh, bộ dạng này nàng, tài nhường hắn cảm thấy kiên định. Trước kia nàng cái loại này kính mà viễn chi thái độ, xem thập phần nhu thuận, nhưng phiêu miểu bất định, làm cho người ta tróc đoán không ra. Hiện tại này sinh cơ bừng bừng bộ dáng tài làm cho người ta cảm thấy nàng tươi sống tồn tại. Trong lòng là tha thiết ước mơ ôn hương nhuyễn ngọc, đường tiên sinh hiện tại cả người đều như là phiêu phù ở vân đoan cái gì ổn trọng đại khí nghiêm nghị không thể xâm phạm tổng tài khuôn cách đều bị quan cái không còn một mảnh hắn cùng cái đậu em mờ giống nhau ở nàng bên tai lần lượt nói lặp lại lần nữa ta thích nghe Cô nam vẽ mặt sinh không thể luyến xong rồi nam chủ thật sự băng phôi nàng buông tha cho dãy dụa vùi đầu ở trong gối nằm hơi thở mong manh nói ngươi muốn đánh chạy nhanh đánh đánh xong ta còn muốn ăn cơm. Vừa dứt lời, nàng mông lại bị không nhẹ không nặng vỗ một chút. Tô Nam muốn chết. Đường giật Thủ luyến tiếc rời đi. Tuổi trẻ tiểu cô nương thân thể vốn liền rất tuyệt vời, đặc biệt Tô Nam ở phương diện này hướng đến gặp may mắn. Hắn cứng nhắc thủ phóng ở nơi đó, trung trung vài cái, lập tức cúi đầu, ở mái tóc của nàng giang thật sâu ngửi một chút, có thế này đứng dậy, vội vàng lưu lại một câu, xuống dưới ăn cơm liền tư thế kỳ quái ly khai. Toàn phục tâm tư đều ở chính mình cư nhiên bị nhân đánh đòn trên chuyện này Tô Nam cũng không có ý thức được hắn không thích hợp, chỉ cảm thấy đường tiên sinh giống như ở gặp qua nữ chủ sau dần dần triển lộ xà tinh bệnh tổng tài nam chủ phẩm chất riêng. Nhất tưởng khởi tương lai hắn sẽ biến thành một nguồn một cái, người này ma nhân tiểu yêu tinh, miệng nói xong không cần thân thể cũng rất thành thật, đợi chút kinh điển tổng tài trích lời nhân, nàng liền cảm thấy không rét mà run. Đáng sợ qua ở trên giường bình phục một chút tâm tình nàng có thế này đứng lên quang chân chạy đến góc tường mặc vào chính mình dép lê xuống lầu ăn cơm phòng khách đồng hồ biểu hiện hiện tại là hơn một giờ chiều sớm đã vượt qua cơm điểm nhưng là nhà ăn trên bàn lại bày biện phong phú cơm trưa lưu mụ vẻ mặt hiền lành phu nhân rời giường đói bụng lắm đi mau tới ăn một chút gì nàng thịnh hảo một chén cháo để tới trước mặt nàng nói ăn trước điểm thức ăn lỏng miễn cho bụng không thoải mái. Lưu mụ tay nghề vốn là tốt rồi, hơn nữa hiện tại tô nam đói đến nỗi ngực dán vào lưng, đối mặt một bàn sắc hương vị câu toàn món ngon, căn bản cầm giữ không được, ăn đặc biệt vui vẻ, còn đối lưu mụ giơ ngón tay cái lên, siêu ăn ngon. Lưu mụ cười mị mắt. Nàng ăn đến một nửa thời điểm, đường dực tài xuống lầu, mang theo một thân thủy khí, giống như vừa tắm qua giống nhau. Tô Nam trong lòng ha ha một tiếng, này tử khiết phích, sẽ không là ghét bỏ nàng tài đi tẩy tắm đi. Hừ, nàng cũng phải đi về tẩy. Chỉ có thể nói nguyên kịch tình ở nàng trong đầu ấn tượng quá sâu, đường tiên sinh không cử nam hình tượng thâm căn cố đế, nhưng tô nam hoàn toàn không nghĩ tới còn có khác một loại khả năng. Đường tiên sinh cũng là tự làm bậy, phía trước cái giá đoan rất cao, hình tượng rất cao lớn hơn, làm cho người ta căn bản vô pháp đem hắn cùng ô ô sự tình liên tưởng đến cùng nhau hắn đã ăn cơm xong, gọi tới gia đình bác sĩ cấp Tô Nam một lần nữa kiểm tra rồi một lần, được đến thân thể của nàng quả thật không có gì trở ngại, chính là lượng vận động qua đại, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi kết luận sau, này mới phóng tâm xuất môn. Tối hôm qua sự tình, cũng không có dễ dàng như vậy bay qua thiên. Một cái người ngoại quốc dám chạy đến Hoa Quốc ở hắn địa bàn diễu võ dương oai, hắn làm sao có thể nuốt hạ này khẩu khí. Cần phải cho hắn một cái hung hăng giáo huấn. Tô Nam cơm nước xong, liền một người nằm ở trên sofa phòng khách xem TV. Nghĩ đông thôi, đương nhiên muốn ngoạn vui vẻ mới là. Đi chơi tuy rằng không sai, nhưng là các ưu liệt mới là nàng yêu nhất a. À. Đang lúc nàng không cái chính hình cười ha ha thời điểm, Vương quản gia bỗng nhiên đi vào đến, thấp giọng nói với nàng. "Phu nhân, Tô gia nhân đi lại, ngài muốn hay không tránh một chút?" Tô Nam sửng sốt, "Tô gia nhân, đó không phải là này thân thể thân nhân." đã theo các phương diện biết tô phụ thực không đáng tin tô nam thực minh bạch vương quản gia ý tứ, vội vàng gật gật đầu, chạy tới trên lầu. Bất quá nàng cũng không có trở về phòng, mà là đứng ở cửa thang lầu nghe phía dưới động tĩnh. Dù sao cũng là này thân thể thân nhân, về sau nàng không có khả năng không cùng kia gia nhân giao tiếp. Nàng phía trước lén lút ra qua tô gia tư liệu, biết hiện tại tô gia đương gia nhân kêu tô hoành thịnh, là nàng hiện tại phụ thân, mà nàng kế mẫu kêu lý phượng nghi, còn có cái 8 tuổi đệ đệ kêu Tô Nham. Tô Hoành Thịnh Nguyên Phối, cũng chính là Phương Tuyết Di, tử thời điểm, Tô Nam đã 15 tuổi, hiện tại nàng 20 tuổi, mà kế mẫu sở sinh đệ đệ đã 8 tuổi. Nàng ở trong lòng biểu môi, cặn bã Nam. Nàng nghe được Vương quản Gia ở mặt dưới chiêu đãi khách nhân, hiển nhiên hắn cũng biết Tô Gia Nhân đối với đường dực mà nói là cái gì tồn tại, cho nên ngữ khí thập phần bình thản chính là không bất cấp bậc lễ nghĩa tẩn chủ nhân gia nghĩa vụ, nhưng không có đầu nhập gì nhiệt tình. Tô tiên sinh, tô phu nhân, bên trong thỉnh. Tô hoành thịnh thanh âm nhưng là đỉnh trầm ổn, nói chuyện thời điểm không vội không chậm, thập phần tự nhiên, vừa nghe chỉ biết là cái hàng năm vị cư thượng vị tiểu lãnh đạo, cùng đường dực cái loại này theo trong khung lộ ra đại khí bất đồng, đại khái là vì đối hắn có thành kiến. Tô Nam luôn cảm thấy hắn dối trá lợi hại thả lo lắng không đủ nam nam hoàn hảo nghe nói nàng đã xảy ra chuyện ta này làm phụ thân thật là tâm bất an a à. nghe một chút hắn nhiều lắm hậu gia mặt tài năng nói ra loại này nói a à. hơn nữa đi lên đã nói chính mình nữ nhi đã xảy ra chuyện hắn đến cùng là có nhiều hy vọng nàng gặp chuyện không may a à. Tô nam ở trên lầu phiên cái xem thường vương quản gia ứng đối thỏa đáng phu nhân nhận đến kinh hách còn tại nghỉ ngơi tiên sinh trước khi đi cố ý công đạo không được người đi quấy rầy nàng, nhưng nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Nam nhếch miệng không tiếng động cười cười, vương quản gia làm được xinh đẹp. Tô Hoành Thịnh lại dường như không có nghe xuất ra hắn trong lời nói đuổi nhân ý tứ, tiếp tục nói. Đã Nam Nam còn tại nghỉ ngơi, ta sẽ không thượng quấy rầy hắn, đường tổng khi nào thì trở về. Này không rõ ràng, tiên sinh trước khi đi chưa nói. Tô Hoành Thịnh thế nhưng cũng tọa được, ta đây ở chỗ này chờ chờ hắn, cũng đã lâu không gặp. Tô Nam sờ sờ mặt mình, lần đầu tiên hoài nghi nguyên chủ như vậy làm có phải hay không không được đầy đủ là bị hữu tâm nhân giáo phá hư, mà là di truyền. Nhìn nhìn này nhất mạch tướng thừa vô sĩ, nói không phải cha và con gái ai tin. Nàng ở cửa thang lầu nghe xong một lát, liền nhàm chán về phòng của mình. Từ đầu tới đuôi, nàng trừ bỏ ở bắt đầu thời điểm nghe được chính mình vị kia kế mẫu cùng vương quản gia ân cần thăm hỏi thanh âm, sao lại chưa từng nghe qua. Xem ra cũng là cái người thông minh, biết nàng ở đường gia không được hoan nghênh, càng cẩn thận làm người. Bằng không nếu là chọc đường gia nhân bất khoái, tô gia ở đường gia trước mặt khả không có gì phân lượng, nói đuổi ra đi có thể đuổi ra đi. Bất quá không phải người thông minh, cũng sẽ không thành công tiểu tam thượng vị đi. Tô Hoành Thịnh cũng không chỉ nàng một cái tình phụ, phía trước e ngại Phương Tuyết Di tồn tại, hắn còn có sở cố kỵ, che đậy không dám làm cho người ta biết. Đợi đến phương tuyết di sinh bệnh nằm trên giường thời điểm, hắn liền bắt đầu có chút vô pháp vô thiên. Thế nhưng dẫn một cái so với tô nam còn lớn hơn tư sinh tử vào công ty thực tập. Còn mang theo này hắn nữ nhân ra vào một đôi. Như thế kiêu ngạo, hoàn toàn chính là cấp lúc đó còn tại bệnh trung phương tuyết di một đạo bùa đòi mạng. Quả nhiên, không bao lâu gia nhân hương tiêu ngọc vẫn, Tô Nam liền biến thành cha không đau nương không ở đáng thương đứa nhỏ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 23 23 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tô Nam trở lại chính mình phòng sau mượn cứng nhắc xem kịch, chính nhìn xem mùi ngon thời điểm, đường dựt đẩy cửa tiến vào. Nàng lập tức thân đầu xem xét hắn phía sau. Đường dựt trực tiếp đóng cửa lại, đã đi. Tô Nam nhẹ một hơi, có thế này cười tủng tỉm hỏi. Tô tiên sinh không làm khó dễ ngươi đi. Ta nhìn hắn lai giả bất thiện. Đối với nàng không gọi Tô Hoành Thịnh ba điểm này, đừng dực tập mãi thành thói quen, gặp phải như vậy một cái cha, có thể cam tâm tình nguyện lại kêu một tiếng ba cũng là tâm đại. Hắn ở trước mặt ta không dám làm càng, đừng dực vân đạm phong khinh nói, trong lời nói nội dung lại tương đương khí phách. Tô Nam âm thầm liếu lưỡi, hào thần chính là hào thần hắn ngồi vào bên giường đem trong tay lấy gì đó đặt ở đầu giường lạnh nhạt nói đem áo khoác đều thoát tô nam chống lại nàng nháy mắt trừng lớn ánh mắt hắn thất bại phát hiện nàng chính là kinh ngạc cùng không hiểu mà không có mặt đỏ cùng ngượng ngùng vì sao như vậy thản nhiên trên người ngươi có ứ thanh phải nhu khai hắn ý bảo một chút trong tay rượu thuốc tô nam đối thứ này rất quen thuộc nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng không thể đem này tiếp đất khí rượu thuốc cùng một thân cao định đường tiên sinh liên nhớ tới. Dựa theo hào thần chất lượng sinh hoạt, liền tính là có trầy da cái gì, không phải hẳn là là có tối quyền uy bác sĩ cùng tiên tiến nhất dụng cụ trị liệu sao. Hơn nữa giảng thực, nhu rượu thuốc tốt nhất thời cơ đã qua, nàng hiện tại đã cả người toan đau. Ta chính mình đến là có thể, Tô Nam nói, loại sự tình này nhiều không tốt phiền toái ngươi a. À đừng giựt trong lòng ở lấy máu, trên mặt lại càng không chút để ý, trên lưng còn có trên lưng chính ngươi thế nào nhu. Nhanh chút, đừng kéo dài. Đây chính là hắn cố ý tra xét ngàn độ sau phát hiện tiếp xúc gần gũi tối biện pháp tốt chi nhất. Không thể dọa đến này tùy tiện tiểu cô nương, hắn chỉ có thể đi nhuận vật tế không tiến động con đường này, chậm rãi cùng nàng thân mật đứng lên, nhưng nàng thói quen chính mình tồn tại cũng luyến tiếc rời đi. Tô Nam trước kia ở võ quán thời điểm, cũng thường xuyên ban sư huynh sư đệ nhóm trà sát rượu thuốc. Dù sao nàng lúc ấy bộ dạng so với hán tử còn hán tử, cũng không có người coi nàng là thành cô nương xem. Về phần chính nàng, 16 tuổi phía trước cũng đều là các sư huynh giúp đỡ lau, sau này bị thân mẹ gặp được một lần sau nghiêm khắc phê bình, không bao giờ nữa cho nàng tùy tiện sằng bậy. Cho nên Tô Nam đối với chuyện này rất quen thuộc, hơn nữa ở trong lòng nàng, đường dực thật là một điểm uy hiếp đều không có nguyên chủ đều ở trong di động cho hắn ghi chú một cái không cử nam, miên đều con dấu định luận, có gì rất lo lắng. Cho nên nàng tâm đại nhất thoát nhất đặng, trên người liền chỉ còn lại có tiểu áo trong cùng tiểu nội nội. Động tác rõ ràng lưu loát nhường đường tiên sinh đều thiếu chút nữa phản ứng không đi tới. Giang nan đem chính mình tầm mắt theo trước mắt tốt đẹp trên thân thể chuyển khai, hắn mở ra rượu thuốc bình, đến một ít ở trên tay mình, bàn tay rung lên vài cái, có thế này dừng ở nàng trên lưng lại tế lại nhuyễn, xúc cảm vô cùng tốt, hắn ước lượng một chút, tổng cảm thấy còn không có chính mình bàn tay khoan. Chính là như vậy nhu nhược một cái tiểu cô nương, ở thời điểm mấu chốt lại một điểm đều nghiêm túc. Xem nàng toàn thân tâm tín nhiệm nằm ở nơi đó, nhậm chính mình làm, đường dực tâm đều nhanh thành kẹo đường. Nguyễn miên miên, còn ngọt tư tư. Lần này đường tiên sinh là quan minh chính đại ăn đậu hũ, bàn tay to ở tô nam trên thân thể lưu luyến quên phản chỉ cảm thấy chính mình tim đập càng lúc càng nhanh. Hắn bên này tim đập da tốc huyết áp lên cao mắt thấy sẽ núi lửa bạo phát, Tô Nam bên kia lại ở lặng lẽ châm chọc. Độ mạnh yếu không đủ, thủ pháp cũng không đúng, một điểm cũng không chuyên nghiệp. Nếu ở bọn họ võ quán, ai nhu cái rượu thuốc còn ngốc như vậy, sẽ bị chê cười. Nàng ý vào đường giật nhìn không thấy nàng cơ hồ vùi vào gối đầu mặt, khinh thường phiên cái xem thường. Tiểu Bạch Văn Nam chủ cũng không phải vạn năng thôi, rượu thuốc đều sẽ không nhu. Đường dực cái trán chảy ra tụ lại giọt lớn mồ hôi, sợ chính mình cầm giữ không được, không thể không không nói tìm nói. Người thân thủ không sai, với ai học. Hắn nhớ được trước kia xem nàng cùng người đánh nhau cũng chỉ hội mang theo bao lung tung vung một mạch, nhưng là đêm qua xem ra, nàng rất kết cấu, xưng được với là chuyên nghiệp. Tô Nam trong lòng căng thẳng, quả nhiên lòi tay nàng nắm chặt ráp giường tận lực nhường chính mình ngữ khí tự nhiên chút nga chính là chính mình chiếu giáo trình lung tung luyện đường dực cảm thấy thực bất khả tư nghị chiếu giáo trình luyện cái gì giáo trình tô nam ngữ khí thoải mái lại nhàm chán chính là luyện võ giáo trình này ngoạn ý lên mạng sư một chút chính là nhất đống lớn ta tùy tiện tuyển một cái còn rất có dùng đường dực hắn im lặng không nói gì trong lòng phỏng đoán chẳng lẽ hắn cưới một cái tìm tại võ lâm cao thủ chính là cái loại này thiên tư kỳ cao cốt cách thanh kỳ đặc biệt thích hợp luyện võ cái loại này chiếu giáo trình tùy tiện luyện luyện đều có thể đạt tới trình độ này cốt lắm chút bảo tiêu đều nên tìm khối đậu hũ đâm chết đêm qua hữu hảo vài cái bảo tiêu đều là bị nàng cứu bằng không chỉ biết thương vong lớn hơn nữa hôm nay lý trí minh cùng một hưng tư hai người còn cố ý muốn hắn chuyển cáo cho tô nam nói cảm ơn nàng về sau có việc cứ việc phân phó. Hai người bọn họ thân thủ cũng còn đi, nhưng là chống không lại bỏ mạng đồ đệ, ngày hôm qua nếu không là Tô Nam cuối cùng sảm cùng một cước, chỉ sợ hiện tại hai người đều nằm ở trong bệnh viện đâu. Nói như vậy nói, nhưng là nhường đường dực lực chú ý rời đi một ít, máu mũi rốt cục thì nhìn xuống. Hắn một mặt làm chính nhân quân tử trạng, lôi kéo Tô Nam nói chút trên phương diện học tập mặt sự tình, một mặt lại cảm thụ được thủ hạ tinh tế tốt đẹp, cả người đều phải toát ra phấn hồng bong bóng rất nghĩ đem trên người nàng còn thừa vải dệt cũng bới điệu ở chính mình lý trí hỏng mất phía trước hắn hít sâu một hơi sáng suốt ngừng lại thừa dịp tô nam còn chưa dậy thân hắn cấp tốc hướng cửa đi đến được rồi ta đi trước tô nam trôi chảy hỏi một câu ta cũng giúp ngươi nhu đi đường tiên sinh thân thể cương cùng xác ướp dường như rách chuyển giật mình cổ mặt thang nghiêm mặt lên tiếng lại cấp tốc rời đi Cô nam hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, trước kia như vậy hổ ban hỗ trợ thói quen. Phản ứng đi lại đó là kim đùi thời điểm đang muốn bổ cứu, không nghĩ tới kim đùi đáp ứng rồi. Đáp ứng đáp ứng đi, khi nàng liền đi hỗ trợ, dù sao cũng không phải có gì đáng ngại chuyện. Một bên đứng dậy, nàng một bên oán thầm. Xoa nhẹ nửa ngày rượu thuốc, nàng cũng cảm thấy không nhu khai. Đường tiên sinh xem rất lớn một đại nam nhân, thân thủ cũng không kém thế nào khí lực nhỏ như vậy chật chật quả nhiên nhân không thể tướng mạo còn không biết chính mình bị khinh bỉ đường tiên sinh trở lại chính mình phòng trước vẫy một trận nước lạnh thủy tắm tô nam cầm bị hắn quên rượu thuốc vào nhà thời điểm hắn còn ở bên trong không ra nàng lần đầu tiên đến này phòng cũng không thèm để ý đường dực ở làm gì chính mình một người tò mò đông nhìn xem tây nhìn xem nhìn ra được đến đường dực là cái loại này theo đuổi chủ nghĩa thực tế nhân Phòng bài trí đơn giản sáng tỏ, không có nhiều lắm trang sức phẩm. Bất quá như vậy cũng khiến cho này vốn là đại phòng ở càng có vẻ trống trải, Tô Nam cân nhắc, ở chỗ này lưu Hắc Xi si không thành vấn đề. Phòng tắm tiếng nước rầm, đợi đến cuối cùng tiếng nước dừng lại, một lát sau Đường Dực tài xuất ra. Hắn chỉ tại bên hông vây quanh một cái khăn tắm, nửa người trên hoàn toàn trần trụi. Tô Nam có thể rõ ràng thấy hắn bụng lục khối cơ bụng, còn có hai khối ẩn ở khăn tắm lý chỉ có thể mơ hồ thấy bên cạnh. Hắn cầm trong tay khăn lông, một bên lau tóc một bên đi ra ngoài, trên tóc sa sút giọt nước mưa dừng ở xương quai xanh chỗ, lại theo mạnh mẽ hữu lực thân thể một đường trượt, theo nhân ngư tuyến chảy vào khăn tắm lý, biến mất không thấy. Đường tiên sinh là cố ý. Thân thể tiền vốn cũng là tiền vốn, đương nhiên muốn đầy đủ lợi dụng. Hắn liền không tin, hắn như vậy nhất lộ diện, sẽ không đối tô nam tạo thành đánh sâu vào. Trên thực tế, Tô Nam quả thật hoa mắt trong nháy mắt, tiện đà liền bình tĩnh lại đến. Võ quản lý các sư huynh đệ, thường xuyên luyện võ luyện được đầy người là hãng. Đặc biệt mùa hè, lộ thiên trong viện, mặt trời chói chang hạ chiếu xuống, đánh lên kỹ mấy giờ quyền, cơ vốn là theo nóng đằng đằng trong canh vừa lao xuất ra giống nhau. Dù sao đại lão gia nhóm thôi, cũng không có gì chú ý, một cái hai cái đều cởi trần, phía dưới mặt điều đại quần cộc, mặt trên liền quang mà luyện võ nhiều năm nam nhân, tự nhiên không có nhược gà, một đám cơ bắp phun trương cơ bụng rõ ràng, tùy tiện linh một cái đi ra ngoài đều sẽ nhường tiểu hoa si nhóm thét chói tai hình nam. Tô nam từ nhỏ nhìn đến lớn, nam nhân quả thể cơ hồ đối nàng tạo bất thành đánh sâu vào. Ân, trừ phi toàn quả. Đường dực dáng người là thực không sai, nhưng là theo tô nam, cũng không so với nàng đại sư huynh cường bao nhiêu, nhiều lắm là chiếm thân cao ưu thế, còn có kia khuôn mặt bộ dạng rất tốt. Cho nên nàng lạnh nhạt thật sự. Còn lén lúc quay đầu đối thiên trận trừng mắt, tử khiết phích. Nàng ma ma sau răng cấm, hỏi đường dực. Không phải nói ta đi lại giúp ngươi nhu rượu thuốc sao? Ngươi thế nào hiện đang tắm? Đường dực tùy ý đem khăn lông đáp ở bên cạnh cái giá thượng, nói. Mới ra hãng. Tô Nam lại đưa lưng về phía hắn phiên cái xem thường. Kỳ thật Đường Tiên Sinh trong lòng xa không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh, hắn thực buồn bực. Vì sao này tiểu cô nương thoạt nhìn bất vi sở động bộ dáng, chẳng lẽ là hắn dáng người không tốt? Cúi đầu xem xem bản thân bác khối cơ bụng, hắn vũ phát tâm tắc. Sách dụ kế hoạch không thông, thất bại. Hắn ủ rũ hướng trên giường nhất nằm sấp, đến đây đi. Tô Nam thổi phù một tiếng cười ra, giống như hiến thân mỹ nhân a. À đường dực quay đầu đi hỏi nàng. Cười cái gì? Tô Nam mỉm cười lắc đầu, không có gì. Nàng đi qua, dép lê, lên giường. Đường tiên sinh hô hấp dồn dập lên, đợi đến Tô Nam ngồi ở hắn trên đùi thời điểm, hắn người này đều đi theo nham thạch nóng chảy lý phao giống nhau. Ngươi đang làm cái gì? Hắn thanh âm có chút phát run. Tô Nam giải thích, như vậy hảo phát lực, bằng không khí lực không đủ, nhu không ra đường dực trầm mặt vài giây, rầu rĩ nói. Bắt đầu đi. Tô Nam lập tức bắt đầu, không xoa nhẹ vài cái, đường tiên sinh mặt còn có điểm vặn vẹo. Ngươi khí lực rất lớn. Tô Nam còn tại kim tốn, nơi nào, ta khí lực còn chưa đủ. Đường tiên sinh cảm thấy chính mình thắt lưng giống như muốn đoạn, không thể không nhắc nhở, có thể khí lực điểm nhỏ. Tô Nam lại cự tuyệt, không được a, à, khí lực nhỏ nhu không ra, không công hiệu quả. Nàng nhịn lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống, lại đi đường tiên sinh trong lòng đâm một đao, ngươi vừa rồi khí lực quá nhỏ, thủ pháp cũng không đúng, ta dạy cho ngươi a, à, nhu rượu thuốc như vậy nhu mới đúng. Kế tiếp là Tô lão sư dạy học thời gian, đừng giật đồng học vẻ mặt muốn chết. Bị ghét bỏ, ha ha. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 24. 24 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com đường tiên sinh vốn thực chờ mong tiểu kiều thê cấp chính mình nhu rượu thuốc thời điểm chính mình hưởng thụ một chút kia nhu nhược không có xương xúc cảm còn chưa có dập dần đứng lên đã bị sự thật cho hung hăng nhất kích chờ hắn theo trên giường đứng lên chỉ cảm thấy chính mình chân đều ở đánh phiêu một bộ chịu khổ trà đạp qua đi kiều hoa bộ dáng hắn xem tô nam vẻ mặt phức tạp tô nam lại lắc lư hai cái đùi ngồi ở giường bên cạnh hỏi hắn. Đường tiên sinh, cái kia leo xử lý như thế nào nha? Tên kia dưỡng một đám cùng hung cực ác đồ đệ, vừa thấy chỉ biết không phải người tốt. Hắn gia tộc xuất ra đại đại giới bảo hắn, trục xuất hồi mai quốc. Đường dực nói lên hắn thời điểm ngữ khí mang theo một tia sát khí. Kỳ thật không ngốc, biết liên lạc quốc nội bên này nhân, lấy đến hắn hành tung, xuất kỳ bất ý đến tràn tập kích. Chính là nơi này đến cùng là hoa quốc, hắn cũng không dám quá mức cho làm càng, vốn nghĩ chỉ cần đường dựt ngã xuống, đường gia không có lấy ra tay nhân vật, này hắn gia tộc cũng chỉ hội sống chết mặt bay, kia hắn ra khí sau hoàn toàn có thể thi thiên nhiên rời đi. Đáng tiếc kế hoạch cản không nổi biến hóa. Theo kia vài cái bị đánh cho bất thành hình hoàng khố công đạo, leo vốn là cùng bọn họ đua xe, hơn nữa là vài cái hoàng khố vì lấy lòng hắn mời hắn đi. Nói cách khác, leo nguyên bản không tính toán tối hôm đó động thủ, chính là lâm thời đến tin tức hắn liền đuổi đi qua đó là ai cho hắn mật báo tô nam hỏi ngươi cũng gặp qua tưởng thái hoa tô nam trong ốc minh tiếng vang lên nàng gặp qua họ tưởng sẽ không là nàng tưởng cái kia đi nàng nhược nhược hỏi là ngày đó ở làng du lịch gặp tưởng tổng ân ừ. một chữ đã nghĩ nhường nàng lấy đầu thưởng đây đều là cái gì phá sự a à? bên ngoài cấp chính mình lão công mang nón xanh không tính, Giang Phu còn liên hợp ngoại nhân tính toán giết chết lão công. Cho rằng chính mình là Phan Kim Liên sao? Tô Nam tưởng ô mặt. Đường dực xem sắc mặt nàng không hợp, cho rằng nàng là bị dọa đến, lập tức an ủi nàng. Tưởng gia cùng đường gia luôn luôn không đối phó, đại gia bất quá là duy trì trên mặt mũi xem qua đi mà thôi, ta sớm có chuẩn bị. Tô Nam càng muốn khóc. Nguyên chủ có biết hay không điểm này, nếu biết, nàng vì sao còn muốn trêu chọc tưởng thái hoa. Bên ngoài chính mình lão công đối thủ một mất một còn, tội càng thêm tội, cái gì đều vô dụng nói, lấy tử tạ tội đi. Nàng ủ rũ rời đi đường dực phòng, còn nhường đường dực thực lo lắng, đuổi theo ra đi bán ôm nàng an ủi, tưởng thái hoa cũng cũng chỉ làm cho chút mưu mẹo nham hiểm, không cần rất lo lắng. Tô Nam đã khởi tinh thần cười cười, ta đã biết, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi mệt mỏi một ngày. Đường dực xem nàng đi xa bóng lưng, trống rỗng ôm ấp nhường hắn có chút buồn bực. Khi nào thì, hai người mới có thể dắt tay đồng hành. Nhớ tới tô nam không thông suốt bộ dáng, hắn thở dài, không vội, từ từ sẽ đến. Tổng không thể đem nhân dọa chạy. Ngày thứ hai, thịnh lan tuệ đi lại. Nàng kỳ thật đã sớm đã tới, bất quá khi đó tô nam còn tại mê mang. Thịnh Lan Tuệ lôi kéo nàng an ủi vừa thông suốt, lại lôi kéo nàng suốt môn. Mau mừng năm mới, tuy rằng mấy năm nay đã không chú ý nhiều như vậy, bất quá nên dọn dẹp chúng ta cũng dọn dẹp đứng lên, chính mình xem tâm tình cũng tốt không phải. Vừa vặn ngươi bị kinh hách, coi như sơ xuất môn giải giải sầu. Tô Nam tự nhiên rất thích ý, lão là oa ở nhà nàng đều nhanh dài mốt. Thịnh Lan Tuệ thực tiếp đất khí mang theo hắn đi siêu thị đại càng quét đã là tháng chạp hạ tuần trong đại thành thị tuy rằng năm vị không nùng nhưng siêu thị như trước trang sức hồng hồng hỏa hỏa thịnh lan tuệ năm kỷ đại liền thích như vậy náo nhiệt không khí nàng một bên mang theo tô nam mua đồ một bên còn tại oán giận đường tân không trở lại mừng năm mới sự tình nói là cùng đồng học bắt đầu gây dựng sự nghiệp thành lập tân công ty vạn sự khởi đầu nang chính ở bên kia vội vàng thoát không ra thân Thịnh Lan Tuệ một bên cầm lấy một cái phút tự bỏ vào mua sắm xe, một bên tiếp tục nói, đứa nhỏ này cũng là, đã tưởng gây dựng sự nghiệp, vô luận là ta còn là hắn đường ca tự nhiên hội duy trì hắn, ai biết hắn thế nhưng nói không cần ta hỗ trợ, muốn chính mình một người làm ra một phen thành tựu đến. Nói tới đây, Thịnh Lan Tuệ khóe miệng hiện lên ý cười, tuy rằng trong lời nói là tràn đầy ghét bỏ, nhưng trên mặt kiêu ngạo không tha nhận sai. Đường Tân ở trong lòng nàng chính là khác một đứa con hiện tại chính mình đứa nhỏ có tiền đồ có chí khí nàng đương nhiên vui vẻ tô nam chỉ có thể khô cằn theo phụ họa kia hắn rất lợi hại a à. thịnh lan tuệ bỗng nhiên trên mặt hiện lên bẩn cực tươi cười ý bảo nàng dựa vào đi lại nhỏ giọng nói theo ta thấy a à, hắn tám phần là có bạn gái tô nam tâm nhảy dựng bài trừ một cái mỉm cười phải không bất quá sinh viên yêu đương thực bình thường thịnh lan tuệ còn tại vui rạo rực đứa nhỏ này da mặt mỏng không hảo ý tư minh nói chỉ nói phải làm ra một phen sự nghiệp vội tới một người xem ngươi nói này còn không phải người trong lòng tô nam muốn chết đường tân là lần trước bị nàng đánh mông sao vẫn là nói hắn nuốt không dưới kia khẩu khí đối với nàng lúc đó trào phúng hắn chỉ biết dựa vào đường dực rời đi đường nơi nào cũng không là những lời này canh cánh trong lòng cho nên mới hăng hái hướng về phía trước Ngà ha ha, nghe qua không phải làm cho người ta thật vui vẻ đâu. Nàng chạy nhanh dời đi đề tài, mẹ, ngài xem này câu đối xuân thế nào. Thịnh Lan Tuệ hưng trí bừng bừng xem qua đi, quả nhiên dời đi lực chú ý. Trong siêu thị người ta tấp nập, bà tức lưỡng một đường dạo đi qua, nhưng là phát hiện không ít thú vị gì đó, hơn nữa đường da không kém tiền. Thịnh Lan Tuệ cơ bản là coi trọng cái gì liền hướng mua sắm trong xe nhất ném, rất nhanh liền ném đầy một cái mua sắm xe, trong đó một cái bảo tiêu thôi kia chiếc mảng rời đi đi tính tiền những người khác tiếp tục đi theo này đi rồi nửa ngày cũng mệt mỏi chúng ta đi bên kia tọa tọa thịnh lan tuệ chỉ là chỗ nghỉ bên cạnh còn có mini khu trò chơi một đám tiểu hài tử ở bên trong đùa bất diệt nhạc hồ cô nam tự nhiên nói hảo hai người đi qua tìm được chỗ trống ngồi xuống thịnh lan tuệ xem bên kia tiểu hài nhi đáng yêu bộ dáng trên mặt không khỏi hiện ra từ ái tươi cười cảm thán một tiếng. Cũng không biết ta khi nào thì tài năng báo thượng tôn tử, chờ sang năm ngươi thượng đại học, chuyện này liền đề thượng nhật trình đi. Tô Nam bạo hãn Nàng ha ha cười nói. Mẹ, chỗ nào có sinh viên sinh đứa nhỏ, đường. Dựt lại không lão, ngài cũng quá sốt ruột. Các ngươi là không lão, nhưng là ta già đi nha. Thịnh Lan Tuệ trừng nàng liếc mắt một cái, trước kia còn có tân tân đứa nhỏ này cùng ta, hiện tại hắn đi học đại học, cũng có sinh hoạt của bản thân, thừa ta một cái không xào lão nhân, nhiều cô đơn a. À. Tô Nam xấu hổ cười, nếu không, nhường đường dựt chuyển về đi bồi ngài. Vẫn là quên đi, thịnh lan tuệ khoát tay, các ngươi vợ chồng son ngọt ngào đâu, ta này lão thái thái hạt sản cùng cái gì. Ngươi muốn thật sự là đau lòng mẹ, chợt nghe ta, chờ thượng đại học sau sẽ không cần tránh thai. Tô Nam đỉnh rất lớn áp lực, chỉ có thể gật gật đầu. Thịnh Lan Tuệ nở rộ một cái vui sướng tươi cười, chính muốn nói gì, bỗng nhiên một cái nữ hài thấu đi lại, ôm chặt lấy nàng, mẹ, ngài chạy đi đâu? Ta tìm ngài hơn nửa ngày đâu? Tô Nam vẽ mặt mộng bức, gì? Đường dực có nguội muội Chính là nàng còn chưa kịp suy xét càng nhiều, bên người bản thân cũng bỗng nhiên tọa qua đến một người nam nhân, hăng ni, khả nhường ta một chút hảo tìm này có chút kỳ quái khẩu âm nhường tô nam nháy mắt minh bạch người kia là ai. Như thế đồng thời, nàng cảm giác chính mình trên lưng đỉnh một cái cứng rắn cứng rắn gì đó. Trong lòng nàng trầm xuống, nhìn về phía leo, đối phương nhếch miệng đối nàng lộ ra một cái có thể nói là sáng lạng tươi cười, chính là miệng trong lời nói cũng không như vậy êm tai, không cần lộn xộn, bằng không ta kia nờ cũng sẽ không nghe lời. Tô Nam ở trong lòng nói cho chính mình muốn bình tĩnh, lại nhìn hướng thịnh lan tuệ nơi đó quả nhiên thấy nàng cũng tái mặt nhưng ánh mắt cũng không hoảng loạn thậm chí trả lại cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt cách đó không xa bảo tiêu bên người cũng ỷ ôi vài cái nam nữ người ở bên ngoài xem ra đều là cảm tình vô cùng tốt tiểu tình lữ hoặc là gia nhân đây là có bị mà đến khả đường dực không phải nói hắn bị khiển đưa về nước sao vì sao hắn hội xuất hiện tại nơi này Tô Nam chính là dây lát gian liền minh bạch khẳng định là có người lại giúp hắn, tài nhường hắn có thể như vậy kiêu ngạo, dám ở trong đám người động thủ. Ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, liền không có việc gì, hiện tại, nghe mệnh lệnh của ta, rời đi nơi này. Tô Nam một bên nghe lời đứng lên, một bên thấp giọng nói. Cho dù ta nghe lời, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta đi. Này ngươi yên tâm, có người muốn ngươi, Leo vẻ mặt nghiền ngẫm xem nàng, ta sẽ đem ngươi giao cho hắn, lại nói tiếp, Elvis biết không? Tô Nam đóng chặt mắt, biết hắn nói là ai? Tử hoa đào mắt. Nàng nhìn xem bên người đám người, biết đây là chính mình duy nhất có thể thoát thân cơ hội, chờ rời đi này ồn ào náo động siêu thị, chỉ sợ chính mình cùng thịnh lan tuệ liền thật là chỉ có thể trở thành cá thịt. Để ở trên lưng kia NG nhắc nhở nàng không thể tùy tiện lỗ mãn, bằng không còn chưa có thoát thân đâu, sẽ một cái bị thương tử đưa đi gặp Diêm Vương. Không thể cứng rắn đến, chỉ có thể dùng trí. Nàng hít sâu một hơi, tại đây sinh mệnh nguy cơ thời điểm, tiềm lực đại bùng nổ, nước mắt cuồn cuộn xuống. Ô! Nàng nhỏ giọng nước nở, bên người trải qua nhân đều tò mò nhìn về phía nàng. Nàng càng khóc thê thảm. Dùng sức về phía trước tặng đưa kia ANG, hung tận gầm nhẹ, xúc cúc. Tô Nam hoảng sợ xem, nỗ lực muốn đem nước mắt nghẹn trở về lại vẫn là rơi lệ đầy mặt miệng nhỏ giọng nói xong không cần đánh ta ta nghe lời thịnh lan tuệ cũng là cá nhân tin nhất thấy đến một màn như vậy còn có cái gì không rõ lập tức cũng đi theo biến sắc mặt vừa rồi tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng coi như trấn định hiện tại liền đi theo lê hoa mang vũ đứng lên các ngươi không cần đánh ta nàng muốn đánh liền đánh ta này lão thái bà đi nàng kỹ thuật diễn tốt hơn tô nam nhiều, khóc lại tình chân ý thiết, kia vẻ mặt hỗn tạp sợ hãi cùng tình thương của mẹ phức tạp vẻ mặt, lại làm cho người ta nhịn không được ghé mắt. Sắc mặt xanh mét, đều câm miệng. Bằng không sẽ giết các ngươi. Cứ việc hắn là dùng tiếng Anh nói được những lời này, đáng tiếc người bên cạnh hay là nghe đã hiểu. Một cái mang theo tơ vàng mắt kính nhã nhặn nam nhân, ở trên mũi đẩy một chút, nhìn như lễ phép kỳ thực bất mãn nói vị tiên sinh này, gia bạo nhưng là phạm pháp. Trên mặt gân xanh đều nhảy ra ngoài, nhưng là hắn thuộc hạ rất nhan sắc, lập tức vẻ mặt khổ sở nói. Ngượng ngùng, mẹ ta hôm nay quên uống thuốc đi. Thịnh Lan Tuệ muốn nói còn hưu nhìn nàng một cái, thân thể rõ ràng co rúng lại một chút. Tô Nam cũng là, một bộ nhận hết khi dễ không dám ngôn bộ dáng. Hảo thôi, xem thế này bên cạnh bác gái nghe hiểu, lại không vừa ý chỉ vào kia cô nương cái mũi liền mắng có ngươi như vậy làm nữ nhi sao đi lên đã nói chính mình mẹ có thần kinh bệnh nàng đánh giá hai người liếc mắt một cái lại vẽ mặt hồ nghi nói các ngươi bộ dạng không giống a à. kia cô nương là cái con lai lập tức nói bởi vì ta phụ thân là lan quốc nhân tô nam xem chú ý bên này nhân nhiều đứng lên còn vây ở cùng nhau làm cho bọn họ ra không được một bên khóc càng để bụng một bên đưa lưng về phía leo lặng lẽ đối cái kia tơ vàng mắt kính nam so với một cái khẩu hình cứu ta. Cái kia nam nhân sắc mặt bỗng chốc ác liệt đứng lên, không nói một lời, bài trừ đám người. Đầu rất lớn, vì sao Hoa quốc nhân hội nhiều như vậy? Còn như vậy ham thích cho xem náo nhiệt? ép. Còn có vài cái bác gái, thế nào nhiều chuyện như vậy? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 25 25 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Lần này hành động quả thật có chút lỗ mãn. Hắn cũng là nóng nảy mắt, rõ ràng mang chân nhân thủ, làm tốt chuẩn bị đến, kết quả kế hoạch cản không nổi biến hóa, chẳng những không thương đến đường dực một phần nhất hào, còn muốn bị xám xịt khiển đưa về nước. Tưởng cũng biết, hắn lần này làm cho gia tộc ăn một cái đau khổ, trở về sau, khi vài cái huynh đệ khẳng định sẽ không bỏ qua điểm này, cho dù lão gia tự đối hắn luôn luôn thực không sai, lần này cũng nhất định sẽ trừng phạt hắn. Hắn không cam lòng, lại được đến tuyến báo sau, liền lặng lẽ mang theo vài cái tâm phúc né tránh đường dực bên kia giám thị, ý đồ ra sức nhất bác, vãn hồi một tia mặt. Nhưng là hắn không nghĩ tới sự tình lại không chịu khống chế. Hắn vốn tỳ khí sẽ không hảo, cũng không có gì đầu óc, bằng không cũng sẽ không can ra chạy đến địch nhân địa bàn đến thư kích đối phương chuyện ngu xuẩn, hiện tại bị nhân vây quanh sau, hơn nữa bị vài cái bác gái chỉ vào cái mũi mắng, trong lòng hắn lửa giận càng thiêu càng vượng. Mắt thấy hắn sẽ khống chế không được chính mình tỳ khí thời điểm, hắn thủ hạ một mỹ nữ bất chấp khác, lập tức tiến lên đè lại tay hắn, liên tiếp nháy mắt. Nơi này là hoa quốc không phải mai quốc, không là bọn hắn địa bàn. Cái kia nữ sinh vì ngăn trở leo, liền tạm thời cố không lên thịnh Lan Tuệ. Thịnh Lan Tuệ cũng là bình tĩnh, cho dù giờ phút này cũng không có hoang mang rối loạn trương trương một người chạy trốn, mà là tiếp tục đứng ở nơi đó khóc, không có cản tay, nàng khóc lại chân tình thật lòng. Nhìn về phía tô nam cùng leo ánh mắt kia kêu một cái phức tạp không kể, còn mịt mờ ở leo trên lưng kiên kỵ xem vài lần. Bác gái nhóm xem hơn phim truyền hình, tổng cảm thấy trước mắt này tình cảnh giống như đã từng quen biết, một đám nhất thời tinh thần tỉnh táo, càng đổ mấy người không làm cho bọn họ đi. Bọn họ thật nóng vội. Bọn họ là lặng lẽ tới được, phải mau chóng chạy trở về, thừa máy bay rời đi này quốc gia. Thời gian tha càng lâu, đối bọn họ càng là bất lợi. Khả cố tình hoa quốc nhân dân cũng là hạt, bọn họ bên này mấy người nhiều là gặp qua huyết, một thân sát khí, vừa thấy chỉ biết không phải người tốt, này trung niên phụ nữ thế nhưng còn dám hướng lên trên thấu một cái thể trạng cường tráng bác gái đụng đến leo trước mặt trừng mắt hắn nói ngươi cùng này cô nương cái gì quan hệ lạnh mặt theo trong hàm răng bài trừ vài cái tự nàng là nữ nhân của ta tô nam khóc càng thương tâm bác gái vừa nghe liền ha ha sáng tinh mơ liền vong như vậy phong kiến di độc miệng một điểm cũng không tôn trọng nhân nhìn nhìn lại này tiểu cô nương phản ứng còn có cái gì không rõ tám phần là gặp phải bọn buôn người từng cái bác gái đều là hôn xem này tiểu cô nương rõ ràng sợ hãi không được cũng không dám lộn xộn hơn nửa nàng cùng thịnh lan tuệ quần áo trang điểm vừa thấy chỉ biết không phải người bình thường mà leo bọn họ cường tráng hữu lực thân thể giữ tận đáng giận hình xăm này có thể là người tốt sao nhất định là bọn họ uy hiếp mẹ con lưỡng không kiên nhẫn ông tô nam liền đi ra ngoài chúng ta phải về nhà nhường nhường bác gái không chút sức mẻ hồi a gia a tiểu tử xem ngươi như vậy bác vinh bác sĩ biết không gì leo vẻ mặt mộng bức bác gái càng khinh bỉ hắn quả nhiên là tư tưởng giáo dục không thích hợp hôm nay ta sẽ giáo giáo ngươi này bác vinh bác sĩ nói này đây nhiệt tình yêu thương tổ quốc làm vinh dự lấy bác gái không chỉ có lưng bác vinh bác sĩ thực sợ leo nghe không rõ kỹ càng giải thích một phen xem thế này không chỉ có là leo liên hắn thủ hạ nhân cũng thiếu kiên nhẫn mấy người liếc nhau sẽ cứng rắn lao ra đi nhưng vào lúc này vài cái bảo an trang điểm nhân đi tới bị xua tan đám người đều đừng vây ở trong này ảnh hưởng người khác mua này nọ tan tác đi a à, đều tan tác trừ bỏ vài cái nhiệt tâm bác gái những người khác đàn đều tan tác câu nam lần này là thật muốn khóc đại ca cái gì cừu cái gì oán a à khóe miệng nhếch lên, ở Tô Nam bên tai nói một câu, xem ra, Thượng Đế vẫn là đứng ở ta bên này. Tô Nam ánh mắt đều khóc sưng lên, thất bại trong gan tất, hận không thể lấy bả đao thống trở về. Thoải mái mà huyết sáo, cùng thuộc hạ nháy mắt, liền mang theo nhân đi ra ngoài. Tô Nam hai mắt đẫm lệ mông lung trung, bỗng nhiên thấy ngay từ đầu tơ vàng mắt kính Nam đứng ở cách đó không xa, đối nàng gật đầu. Nàng lập tức liền an tâm rất nhiều đoàn người ly khai đám đông chật chội siêu thị, đi tới địa hạ bãi đổ xe. Mở cửa xe, Tô Nam cùng Thịnh lang Tuệ trước bị nhét vào sau tòa, một người nam nhân vừa mở ra chỗ tay lái cửa xe, còn chưa có kêu ra không tốt hai chữ, xe liền tự động vèo một chút lũi đi ra ngoài. Tuy rằng chỉ thoát ra đi hơn 10 thước khoảng cách, cũng đủ để cho leo đợi nhân ý thức được không đối, vừa lấy ra thương, ngừng trú ở mi tâm điểm đỏ khiến cho hắn cắn răng khẩu súng lại buông đến mà cùng lúc đó, cảnh sát nhóm đoàn đoàn xuất động, bao sông tới. Đường dực cước bộ so với cảnh sát còn nhanh, vọt tới bên cạnh xe, mở ra sau cửa xe, trước đem Thịnh Lan Tuệ phù xuất ra. Thịnh Lan Tuệ kinh nghiệm lịch lãm, coi như trấn định, chính là ánh mắt khóc có chút thủng. Tô Nam cũng là giống nhau. Chính là nàng còn chưa có đến cập đi ra ngoài, đã bị lũi tiếng trong xe đường dực ôm chặt lấy. May mắn các ngươi không có việc gì hắn nghĩ mà sợ không thôi, cả người đều có chút run run. Tô Nam Giang Nan đem mặt mình theo hắn trong ngực dãy dụa xuất ra, dùng sức xuyển khẩu khí, vỗ vỗ hắn phía sau lưng, ta muốn bị ngươi lạc đã chết. Đường dực hơi chút tùng điểm khí lực, nhưng vẫn là gắt gao ôm lấy nàng. Bên ngoài cảnh sát ở hành động, cảnh thanh dài minh, cước bộ hỗn loạn, chế phục leo đợi nhân cũng áp giải đi. Nhưng thế giới của hắn lại dường như chỉ còn lại có trong lòng tiểu cô nương, cảm thụ được nàng tươi sống hơi thở cùng ấm áp nhiệt độ cơ thể, nhưng hắn kia khỏa treo ở giữa không trung tâm chậm rãi có tin tức, chậm rãi giảm xuống, cuối cùng đắm chìm ở một mảnh nhu nhu trong ôn tuyền, mạch mạch ôm nhu theo trái tim hướng tứ chi bách hải lý phát tán, cả người đều sống được. Tô Nam, ta yêu ngươi. Hắn ức chế không được chính mình dâng lên mà ra cảm tình, ở nàng bên tai thấp nam. Tô Nam mở to hai mắt nhìn. Không khí bỗng nhiên trở nên niêm trệ đứng lên, nàng há to miệng ba, giống thiếu thủy ngư nhi giống nhau hô hấp vài cái, môi run run. nàng rất muốn cho rằng chính mình là ảo nghe xong, nhưng là đường dực lần lượt ở nàng bên tai thấp nam, kể ra hắn nghĩ mà sợ lo lắng cùng nhìn thấy nàng không việc gì sau vui sướng cùng kích động, cùng với tình yêu. điều này làm cho nàng tưởng giả ngu đều không được. Khả? Đây là nam chủ, nàng không phải nữ chủ a ở xe chính mình lỗi sau khi ra ngoài chỉ biết đại thế đã mất không có chống cự thuận theo bị cảnh sát mang đi lâm thượng xe cảnh sát tiền hắn quay đầu nhìn thoáng qua đường dựt bên kia bãi đổ xe ngọn đèn hôn ám trong xe lại tối đen một mảnh hắn thấy không rõ bên trong tình hình lại có thể theo bên cạnh thịnh lan tuệ mỉm cười vui mừng bộ dáng suy đoán ra hắn hiện tại nhất định ở cùng thê tử của chính mình ôn tồn cảnh sát thôi đẩy hắn mau vào đi Hắn nhìn đến cuối cùng cảnh tượng là đường giật khóe miệng khẽ nhếch cười, theo trong xe xuất ra, lại xoay người đem thê tử của hắn ôm xuất ra. Tô Nam cùng Thịnh Lan Tuệ rất phối hợp đi cảnh cục làm ghi chép. Thẳng đến ngồi trên về nhà xe, nàng còn vựng hồ hồ. Vừa rồi, nam chủ đại nhân. Đối nàng thổ lộ, khả nàng chính là cái vật hy sinh nữ phụ, là nhất định cấp nữ chủ thoái vị không nói, hắn không phải chỉ đối nữ chủ cứng rắn đứng lên sao? Nếu không là bởi vì này một cái, nàng như vậy không tiếc tháo nhân, đang nhìn gặp đường gia trang viên kia trong nháy mắt, sẽ tưởng tẩn biện pháp đi câu dẫn này hào thần, dù sao hai người cũng là hợp pháp vợ chồng. Hơn nữa mặc dù là trong sách nói được không đáng tin, khả nàng cũng chính mắt gặp qua đát. Thạch manh manh chính là đến đưa cái hoa quả, hắn liền nhìn chầm chầm vào nhân gia xem, liên tay nhỏ bé đều không sờ lên, liền cứng rắn không được. Hiện tại hắn đến nói cho nàng nói, kỳ thật hắn thương hắn. Này đặt sao là đậu nàng đi. Hốt hoảng Tô Nam vô lực dựa vào cửa xe, nhậm chính mình suy nghĩ dạo chơi. Đường dựt theo trong kính chiếu hậu nhìn đến nàng tinh thần không chút bộ dáng, rất là lo lắng. Đây là bị sợ hãi đi. Thịnh Lan Tuệ cũng cùng Tô Nam song song ngồi ở ghế sau, ngại cho chính mình mẫu thân ở đây, hắn chỉ có thể ngồi vào phó điều khiển thượng, cũng không thể ở trưởng bối trước mặt nói cái gì càng rỡ trong lời nói, nhẫn chính mình ngược trầu rĩ phát sinh chuyện lớn như vậy đường dực cũng sẽ không nhường chính mình thân mẹ độc tự về nhà mang theo nàng cùng nhau trở về trang viên dù sao nơi này vốn liền cấp thịnh Lan tuệ để lại phòng thịnh Lan tuệ năm kỷ đại tuy rằng trấn định nhưng là quả thật bị tội nàng chính là tùy tiện ăn một điểm liền khoát tay lên lầu trở về nghỉ ngơi còn lại tô nam cùng đường dực mặt đối mặt không khí thập phần vi diệu đường giật nhưng là thản nhiên tự nhiên, nói đã đã nói ra miệng, kia sẽ không cần che che lấp lấp. Hắn đương nhiên nhìn ra được đến Tô Nam muốn nói còn hưu, hơn nữa mỗi lần chống lại ánh mắt hắn, đều sẽ lập tức né tránh. Hắn biết này thổ lộ đối với nàng mà nói rất đột nhiên, mạnh mẽ lực đánh vào nhường nàng bỗng chốc có chút không biết làm thế nào. Khả hắn không hối hận. Cẩn thận bắt hảo một cái tôm, bỏ vào tô Nam trong bát, không cần quan ăn rau xanh muốn dinh dưỡng cân đối tô nam cẩn thận liếc hắn một cái lại lập tức cúi đầu đường tiên sinh hiện tại vẽ mặt lại cùng bình thường không có gì hai loại nhưng giống như lại so với bình thường vô cùng thân thiết chút thí dụ như hiện tại nàng chính sững sờ tưởng tâm sự hắn liền vương đại dài cánh tay cách một cái cái bàn khoảng cách nhẹ nhàng nắm lại nàng chóp mũi mau ăn cơm muốn mát ngữ khí muốn nhiều ôn nhu có bao nhiêu ôm nhu vẻ mặt muốn nhiều sủng nịch có bao nhiêu sủng nịch. Tô Nam cúi đầu mảnh ăn cơm. Giảng thực, đối mặt một người cao lớn soái khí nam nhân đối với người hiến ân cần, bình thường nữ sinh rất khó cầm giữ được. Nàng cũng không ngoại lệ, khả nàng không hiểu a. À. Sự tình thế nào phát triển đến này quỷ dị phương hướng đâu. Nói tốt lắm chỉ đối nữ chủ cứng rắn đứng lên đâu. Nếu này đặt ra không băng, kia đường dực đây là cùng với chính mình đến một hồi. Plato thức luyến ái. Này thật đúng là. Một lời khó nói hết. Đường dực tao nhã ăn xong này nọ, dẫn đầu rời đi. Điều này làm cho tô nam nhẹ nhàng thở ra. Nàng suy nghĩ lại bắt đầu bay đầy trời, ăn cơm động tác cũng thông thả đứng lên, đợi đến đường dực trở về thời điểm, liền thấy nàng có một chút không một chút trạc cơm, vẻ mặt mờ mịt. Khóe miệng hắn nhếch lên, cũng không phải hoàn toàn không xúc động thôi. Cơm nước xong. Tô Nam bị bừng tỉnh, nhìn hắn một cái lại cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ăn xong rồi. Khi đến phu ánh mắt, hắn dơ dơ lên trong tay khối băng. Nàng ánh mắt sưng đỏ một mảnh, đợi đến ngày mai chỉ sợ hội lợi hại hơn. Tô Nam thân thủ đi lấy khối băng, cảm ơn. Đường dựt lại né qua tay nàng, trực tiếp phu ở tại ánh mắt nàng thường. Tô Nam trước mắt chợt một mảnh tối đen, có chút hoảng loạn nói. Đường tiên sinh, ta trở về lại phu. Đường dựt lại không chịu buông tay, còn dùng tay kia thì đi phù nàng đứng lên, sớm một chút phu đôi mắt tinh hảo. Tô Nam rất muốn nói, cũng không kém này một lát, chính là cảm nhận được đường dựt kiên trì, biết nói cũng phí công vô dụng, chỉ có thể thuận theo theo đứng lên, từ hắn đỡ, lão đảo đi về phía trước. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 26 26. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đường giựt một tay đỡ tô nam cánh tay, mang theo nàng chậm rãi hướng trên lầu đi. Loại này hoàn toàn nhìn không thấy con đường phía trước chỉ có thể ỉ lại một người khác cảm giác nhường tô nam thực không thói quen, nàng đi chống đẩy đường giựt phu ở nàng trên mắt túi trường đá, ta tưởng chính mình đi. Đường giựt lại không đồng ý, ngoan, nghe lời. Tô Nam cũng không thích hắn bởi vì chính mình yêu thích áp đặt đến trên người nàng hành động, cho nên nàng dừng cước bộ, cố chấp nói. Ta không thích như vậy, ta tưởng chính mình đi. Lần này đường dực trầm mặt vài giây chung, hất ra phu ở nàng trên mắt túi trường đá. Tô Nam mới có thể gặp lại Quang Minh. Nàng nhìn thoáng qua đường dực, phát hiện sắc mặt của hắn tuy rằng bình tĩnh, nhưng so với vừa rồi mà nói cũng trầm mặt rất nhiều. Nàng nhấp hé miệng, không nói gì, chính là lấy qua hắn trong tay túi trường đá chính mình lên lầu đường dực sau lưng nàng sắc mặt càng âm trầm xuống dưới quan thượng cửa phòng tô nam nằm đến trên giường phu thượng túi trường đá lại bắt đầu tưởng nên thế nào đánh mất đường dực ý niệm đúng vậy đánh mất nàng có lẽ bởi vì đường dực sắc đẹp mà tâm mê quỷ khiếu một lát nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại nàng cùng đường dực là không có tương lai không chỉ là vì hắn là nam chủ mà nàng chính là cái nữ phụ, cũng không chỉ là vì hắn chỉ đối nữ chủ cứng rắn đứng lên. Càng trọng yếu hơn là, nàng hiện tại thân phận. Vô luận nguyên chủ làm qua cái gì, hiện tại đều tính ở tại nàng trên đầu. Cho dù đường dực có thể không cần nàng giống trống khu chiên truy qua cốc gia ngạn chuyện này, cũng không thể khả năng không cần nàng cùng đường tân kết giao qua, còn cùng tưởng thái hoa có tư tình. Hai người kia, một cái là hắn đường đệ, một cái là hắn đối thủ một mất một còn. Đặc biệt tưởng Thái Hoa, còn liên thủ leo ý đồ hãm hại hắn. Nàng không tiếp thu vì hắn ở đã biết này đó sao còn có thể dễ dàng tha thứ nàng. Lại lòng dạ rộng lớn nam nhân cũng sẽ không không để ý chính mình trên đầu nón xanh. Lại thâm tình chấp nhất nam nhân cũng sẽ không ở biết này đó sao còn đối nàng do hữu ái ý. Đây là một cái khó giải nan đề. Đã như vậy, kia vì sao còn muốn bắt đầu, dù sao cuối cùng sẽ chỉ làm hai người trở mặt thành thù. Nàng hiện tại đã không trông cậy vào cái gì ôm kim đùi ý tưởng, nàng thầm nghĩ an an ổn ổn đem còn lại một cái học kỳ qua hoàng, chạy nhanh rời đi đây là phi nơi. Bình tĩnh lý trí phân tích hoàng này đó sau, nàng vẫn là lăn qua lộn lại ngủ không yên, buổi sáng lúc thức dậy quải hai cái mắt thâm quần. Mà chờ nàng đứng lên sau, lại phát hiện thịnh lan tuệ đen mặt ngồi ở trong phòng khách. Mẹ, nàng trảo trảo đầu, đánh cái tiếp đón. Thịnh Lan tuệ mặt càng đen, lại vẫn là chịu đựng tức giận nói. Ngươi đi trước ăn cơm, ăn xong đi lại, ta có lời cùng ngươi nói. Tô Nam xem sắc mặt nàng không hợp, lại không biết là bởi vì sao. Nhưng một đêm đều không ngủ ngon nàng hiện tại cũng có chút mỏi mệt, đừng giật hốt nếu như đến thông báo lại nhường nàng tâm lực tiều tụy, hoàn toàn quấy rầy nàng kế hoạch. Cho nên nàng hiện tại có chút phá bình phá ngã ý tứ, chưa từng có nhiều đi chú ý Thịnh Lan Tuệ mặt đen, gật gật đầu phải đi nhà ăn ăn cơm. Chờ nàng trở lại thời điểm, Thịnh Lan Tuệ đã giận uống lên nhất tiểu ấm trà thủy, nhưng vẫn như cũ cũng không dập tắt nàng lửa giận. Xem ngồi vào nàng đối diện Tô Nam, nàng sắc mặt không tốt hỏi: "Ngươi cùng A Dật vì sao phân phòng ngủ?" Tô Nam lấy cái cốc thủ một chút, nhìn thoáng qua Thịnh Lan Tuệ biểu cảm, biết nàng phát hiện cái gì. Nàng cúi đầu bộ dạng phục tùng rũ mắt, thản nhiên nói. Chính là ngài xem đến như vậy. Thịnh Lan Tuệ tức giận đến lại mảnh uống một ngụm trà thủy, xem Tô Nam một bộ dầu muối không tiến bộ dáng, chỉ cảm thấy tâm can phế đều ở đau. Nàng tối hôm qua nghỉ ngơi sớm, hơn nửa nhân năm kỷ đại giấc ngủ thiếu, cho nên sớm liền đi lên, cũng phát hiện con trai của tự mình cùng con dâu không được ở cùng gian trong phòng vấn đề này. Nàng lúc đó chịu đựng không lộ ra, đợi đến đường dực đi rồi sau, đẩy ra lưu mụ vào đường dực phòng, vừa thông suốt kiểm tra. Xem thế này cũng không được, nàng phát hiện này rõ ràng chính là cái độc thân nam nhân phòng. Chỉ có quần áo của hắn, chỉ có hắn cuộc sống qua dấu vết, không có tô nam. Một cái hàm dưỡng tương đương không sai lão thái thái, càng hiện cái sự thật này sẽ tạc. Nàng còn chờ ôm tôn tử đâu. Kết quả hai người này thế nhưng đã sớm ở riêng. Nàng nghĩ mãi không xong, Rõ ràng ngày hôm qua xem con trai của tự mình vẫn là thực để ý con dâu, vì sao hai người hội phân cục. Cố tình Tô Nam còn một bộ đương nhiên bộ dáng, nhưng nàng lại khí không thuận. Các ngươi cãi nhau. Nàng nỗ lực bình tĩnh hỏi, vì sao? Tô Nam không biết nên nói như thế nào. Nàng trầm mặt vài giây chung, chỉ có thể đau đầu đem vấn đề này giao cho đường dực, chuyện này, ngài vẫn là đến hỏi hắn tương đối hảo. Thịnh Lan Tuệ tức giận ở nghe thế câu sau ngược lại dán vài phần, nàng cảm thấy Tô Nam sẽ nói như vậy, có thể là bởi vì sai ở đường dực. Nàng cũng là hào môn thái thái, thế nào không biết này sáng bóng tiên trên thực tế đánh rớt răng nanh cùng huyết nuốt khổ. Nàng coi như tốt lắm, phụ thân của đường dực còn tại thời điểm, đối nàng rất là kính trọng, hai người cũng thực ân ái. Nhưng này không đại biểu hắn không bên ngoài biên ăn vụng qua chính là không náo ra cái gì tư sinh tử linh tinh dèm pha, nàng cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Nàng hòa dịu sắc mặt, ngữ khí phóng hoảng, ngươi yên tâm, muốn thật sự là A dực lỗi, ta nhất định nhường hắn cho ngươi nhận lỗi. Tô Nam cảm thấy đau đầu, trương há mồm, cuối cùng vẫn là nhắm lại. Nói cho nàng không phải đường dực lỗi, là của chính mình sai. Khi nàng lại hỏi tiếp nàng làm sai cái gì, nàng lại nên thế nào hồ lộng đi qua một cái nói dối muốn dùng vô số nói dối đến che đậy nàng không như vậy cường nàng chính là lắc đầu nói mẹ có chuyện gì có thể hay không đến ta thi cao đẳng sau lại nói chờ đến khi đó nàng cũng đã ly khai hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng thịnh lan tuệ cũng biết thi cao đẳng đối với cấp ba sinh rất trọng yếu đặc biệt nàng vẫn là cố ý trở về học lại đối với nàng gần nhất nỗ lực học tập tình huống cũng có sở hiểu biết chính là tiểu vợ chồng lưỡng cãi nhau chẳng lẽ còn nếu qua cái nửa năm qua điều tiết hai người lãnh đạm thời gian lâu lắm là nhất định sẽ ra vấn đề trong lòng nàng hạ quyết tâm là nhất định phải cùng đường dực nói chuyện chẳng qua trên mặt vẫn là theo tô nam ý tứ ngươi an tâm học tập không cần phải xen vào khác tô nam này mới có thể thoát thân rời đi buổi tối đường dực trở về sau thịnh lan tuệ quả nhiên tìm hắn nói chuyện này Đường dực phản ứng thật bình tĩnh, chúng ta cảm tình tốt lắm, không có cãi nhau. Khi thế nào? Thịnh Lan Tuệ thực nghi hoặc. Mẹ, đường dực xoa xoa mi tâm, nam nam tuy rằng 20, nhưng nàng vẫn là trung học sinh, ta không như vậy cầm thú. Thịnh Lan Tuệ. Được rồi, nàng đã hiểu. Được đến đáp án nàng, rất nhanh ly khai con phòng. Nàng tuy rằng vội vã ôm tôn tử, nhưng cũng không phải không rõ lý lẽ chỉ biết áp nhân lão thái thái. Vợ chồng son chuyện tận lực vẫn là vợ chồng son chính mình giải quyết, lão là hỏi đến con trai của tự mình trong phòng sự làm gì. Đã không phải Đường Dực đi ra ngoài tìm Hoa Hỏi Thảo chọc Tô Nam bất mãn, nàng cũng an tâm. Đường Dực ở trong thư phòng ngồi một lát, vừa đứng lên, muốn đi xem Tô Nam, cửa phòng đã bị sao vang, Đường tiên sinh, ngươi ở đâu? Trong lòng hắn vui vẻ, là Tô Nam nàng chủ động tìm đến hắn, này nhận thức nhường hắn cả một ngày tích úc ở ngực hờn dỗi tất cả đều không cánh mà bay. Tâm tình tốt lắm bước nhanh đi qua mở ra cửa phòng, chống lại tô nam nghiêm túc vẻ mặt, hắn tâm lại bỗng chốc mắt một nửa. Bản năng nhường hắn nắm chặt khung cửa, khô càng nói. Đã trễ thế này, ngươi nên đi ngủ. Tô Nam thực kiên trì, ta có lời cùng ngươi nói. Đừng giật cười đến miễn cưỡng, có chuyện gì về sau lại nói, hôm nay rất trễ, ta cũng. Hắn nói còn chưa nói hoàng, đã bị Tô Nam thôi đẩy vào thư phòng. Cửa phòng theo sau quan thượng. Điều này làm cho hắn lại tâm mát, cùng lúc đó còn dâng lên một cổ táo bạo. Nàng đây là muốn làm gì? Tối tâm ở hắn đáy mắt chồng chất, nhưng hắn cả người đều như là mới từ trên chiến trường xuống dưới bình thường, mang theo chém giết không đủ tận hứng bất mãn cùng luống cuốn, muốn hung hăng phát tiếp một phen luyện võ người đối sát khí nhất mẫn cảm, tô nam nhếch miệng, vẫn là cuộc cường nói ra bản thân ý đồ đến, đường tiên sinh, ta tưởng chúng ta vẫn là duy trì trước kia quan hệ tương đối hảo. Đường dực tiến lên một bước, đứng ở nàng trước mắt, chúng ta trước kia cái gì quan hệ? Tô Nam không hiểu thanh sắc lui về sau một bước, lại bị hắn gắt gao bắt được cánh tay, hắn ánh mắt nhìn thẳng nàng, ép hỏi một đáp án, Ngươi nói, chúng ta trước kia cái gì quan hệ? Tô Nam hít sâu một hơi, ức chế trụ chính mình tưởng cho hắn một quyền xúc động. Nàng thực không thích loại này bị nhân kiềm chế lại ép hỏi tình huống. Đường tiên sinh, ngươi làm gì biết rõ còn cố hỏi. Chúng ta chính là trên danh nghĩa vợ chồng, không có cảm tình, nhất định sẽ ly hôn, này vẫn là lúc trước ngươi nói với ta. Nhưng là ta hối hận. Chính tai nghe được nàng nói ra cự tuyệt trong lời nói, đường giật giống chỉ trong lòng khốn thú, càng táo bạo bất an lại đối trước mắt khốn cảnh không thể nào xuống tay. Mà ta không hối hận. Tô Nam thật bình tĩnh nói, lại hướng ngực hắn thượng hung hăng sát một đao. Đường tiên sinh, nếu nếu có thể, chúng ta hiện tại liền có thể giải quyết hôn nhân quan hệ, ta sẽ không lại phiền toái ngươi. Tô Nam nói những lời này là trải qua thâm tư thục lự. Nàng không phải già mồm cải láo, cũng không phải thanh cao, phóng đường da tráng lệ không hưởng thụ, chạy tới chính mình tìm ngược chính là nàng cảm thấy, sự tình lại phát triển đi xuống chỉ biết càng ngày càng không chịu khống chế. Mà này đối với bất luận kẻ nào đều không có lợi. Đừng dực nhịn không được mảnh một chút đem nàng đổ lên trên tường, giam cầm ở vách tường cùng chính mình trong lúc đó, cúi đầu trầm giọng hỏi. Vì sao? Vì sao cự tuyệt hắn, hắn không tốt sao? Tô Nam không xem ánh mắt hắn, giờ khắc này vô cùng thản nhiên, có một số việc, ta không mặt mũi nói, nhưng là ngươi có thể đi ra, chờ ngươi ra qua, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ hối hận chính mình từng nói qua trong lời nói. Đường dực bị tức nở nụ cười, hảo, ta đây đi thăm dò. Về phần sau không hối hận, cũng không phải là ngươi định đoạt. Tô Nam không gọi là nhúng nhúng vai, đẩy ra hắn ly khai nơi này. Hắn hiện tại căn bản không thể tưởng được nàng đã từng làm qua cái gì, mới có thể như vậy tin tưởng mười phần, chờ hắn đã biết, chỉ sợ hội hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả đi. Nàng không nghĩ tới ngã bài sẽ đến như vậy nhanh chóng mà đột nhiên, nhưng nàng kế hoạch hoàn toàn bị quấy rầy. Khả Đường Dực thái độ bãi ở nơi đó, nàng không có biện pháp tha đi xuống. Còn nữa, nàng gánh vác lâu như vậy gói đồ, cũng cảm thấy rất mệt. Thẳng tính nàng, cho tới bây giờ cũng không là trong lòng có thể trang sự nhân, trước kia ở võ quán thời điểm, đại sư huynh bọn họ không thiếu chịu nàng quấy rầy nghe nàng liên miên lại nhảy một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. nhịn lâu như vậy, đã là sinh tồn áp lực bức bách hạ bùng nổ tiềm lực. Tuy rằng đem sự tình nói ra là nàng xúc động dưới làm ra quyết định, khả nàng không hối hận. Nàng thoải mái hơn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 27 27 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com mấy ngày kế tiếp lý, đường dực lại sớm ra trễ về. Tô Nam ngược lại vũ phát thản nhiên, nàng thậm chí ở tìm cách chính mình kế tiếp nên sinh hoạt thế nào. Thành thật giảng, nàng cảm thấy lấy đường dực nhân phẩm đến xem, kỳ thật không quá sẽ làm ra đem nàng đuổi ra gia môn nhậm nàng lưu lạc đầu đường sự tình, nhiều lắm chính là hội nếu không gặp nhau. Nhưng là bị dẫn theo nón xanh nam nhân đến cùng sẽ có nhiều phẫn nộ, nàng cũng không không biết, lại càng không dám đổ, cho nên vẫn là nhận nghiêm cẩn thực sự kiểm kê một chút chính mình tài sản. Thuộc loại chính nàng tài sản cơ hồ là không có, đều là nguyên chủ lưu lại còn có đường dựt sau này cho nàng tiền tiêu vặt. Rất cốt khí không lấy người khác gì đó sau đó thanh liêm rời đi. Ân, ừ, nàng còn không có cao thượng như vậy. Mặc dù trước kia có chút tiểu thanh cao cũng tất cả sự thật trước mặt bị đánh. Sinh tồn mới là thứ nhất nhu cầu, khắc lòng tự trọng tiết tháo cái gì đều dựa vào sau đứng đi. Cuối cùng nàng sổ sổ, chính mình thế nhưng cũng có tiểu mấy vạn gửi ngân hàng. Căn cứ nàng 4 năm đại học cuộc sống trải qua, này đó tiền đủ để chống đỡ nàng này 4 năm tiêu dùng, điều kiện tiên quyết là cuộc sống phát tố điểm hơn nữa cũng sẽ không sinh cái gì bệnh nặng hoặc phát sinh cái gì đại sự. Nàng thậm chí thu thập một ít quần áo, đóng gói tốt lắm một cái tiểu trương hành lý, chuẩn bị chờ đường giật làm khó dễ sau, chính mình có thể tùy thời mang theo thùng chạy lấy người. 25 tháng chạp buổi tối, đường dực ở thư phòng ngã nát một cái chén trà. 10 phút sau, đào trợ lý rời đi, ở trong sân thấy đang ở đánh quyền tô nam. Hắn ánh mắt phức tạp, lại cảm thấy có chỗ nào không đúng, rất nhanh quay đầu rời đi. Tô nam đánh xong quyền một đầu đại hãn trở về, nên diện gặp phải thịnh lan tuệ. Nàng không đồng ý xem nàng, trời rất lạnh ở bên ngoài rèn luyện nhiều vất vả a, à, thoáng lạnh thoáng nóng thực dễ dàng cảm mạo trong nhà không phải có phòng tập thể thao sao? Tô Nam cười cười, ta thói quen. Thịnh Lan Tuệ vừa bực mình vừa buồn cười nói. Ngươi làm ta không biết ngươi trước kia có bao nhiêu lười sao? Cái gì thói quen, ngươi mới bắt đầu rèn luyện bao lâu a? À? Tô Nam không có giải thích, chính là cười gật gật đầu, vòng qua nàng chuẩn bị trở về phòng tắm rửa. Thang lầu góc chỗ, đường dựt ngăn chặn nàng đường đi. Hắn hiện tại trạng thái thực kỳ diệu. Trang nghiêm nghiêm nghị như là không thể xâm phạm đế vương, lưng thẳng thắng, cầm vi thu, xem nàng thời điểm bể nghệ không ai bị nổi. Nhưng là ánh mắt hắn lại thực phức tạp, tối đen nhường tô nam xem không hiểu. Có việc sao? Nàng hỏi, ngữ khí thản nhiên. Đừng giật ngữ khí so với hắn càng đạm mạc, không có việc gì. Nói xong liền nhường đường. Tô Nam cũng không quay đầu lại rời đi, đường dực vũ phát nôn nóng. Hắn đi xuống lầu, Thịnh Lan Tuệ thấy liền nhíu mi hỏi hắn, đã trễ thế này còn ra đi. Công ty có việc. Đường dực mơ hồ không rõ lên tiếng, xuất môn. Hắn không có đi công ty, hắn hiện tại phiền chán dường như bị đặt ở lòng hấp lý lão mặt bánh bao, dưới là sôi trào nước sôi, ở nóng bỏng hơi nước ăn mòn hạ, một chút chua sót, một chút bành trướng. Hắn gọi điện thoại cho Lý Trí Minh, ra ngoài chơi. Lý Trí Minh cười ha ha, đường lão vịt ngươi ngữ khí không đúng vậy nên sẽ không là theo lão bà cãi nhau thôi thế nào không mở bình sao biết trong bình có gì đừng giựt mặt như là hàng năm bị lô hỏa quay đáy nồi ngâm đen một mảnh còn mang theo vài phần bị hỏa diễm chích nướng sau biến hình vặn vẹo hắn rõ ràng lưu loát treo điện thoại chính mình một người lái xe đi vùng ngoại thành bàn sơn quốc lộ mùa đông khắc nghiệt gió núi âm lãnh đáng sợ như là hộp tính tử xà lương lương còn dính dính mang đi nhân thân thượng nhiệt khí lại làm cho người ta như trụy vết nứt, tứ chi bách hải lý tất cả đều là hàng khí, cứng nắc dọa người. Bên kia Lý Trí Minh bị hắn treo điện thoại sau, lại đánh qua liền đánh không thông, hắn lập tức cảm thấy không thích hợp. Đường dực cùng hắn là phát tiểu, hai người nhận thức hai mươi mấy năm, hồi nhỏ còn có thể nhìn thấy hắn cảm xúc không khống chế được thời điểm, nhưng là càng dài đại, hắn lại càng bình tĩnh. Đợi đến sau trưởng thành, hắn trong ấn tượng liền không có hắn khống chế không được chính mình tỳ khí mà quải nhân điện thoại thậm chí kéo hắt tình huống. Một cái mỗi ngày sống được như là cái người máy nam nhân, đột nhiên núi lửa bùng nổ, mặc cho ai đều cảm thấy muốn gặp chuyện không may. Hắn chạy nhanh cấp tô nam đánh đi qua. Tiểu tẩu tử. Ngươi cùng lão đường cãi nhau. Hắn hiện tại cảm xúc không quá đúng vậy. Đầu kia điện thoại, tô nam trầm mặt vài giây, có thế này bình tĩnh hỏi hắn cùng với ngươi không có lý trí minh thành thật nói hắn treo ta điện thoại hiện tại cũng đánh không thông ta cũng không biết hắn ở đâu tô nam nhăn lại mày thở dài phiền toái ngươi hỗ trợ tìm một chút hắn hiện tại cảm xúc phỏng chừng không phải tốt lắm không biết tìm cái gì con đường phát tiết đi ta sợ hắn gặp chuyện không may lý trí minh lập tức vỗ bộ ngực ứng hạ không thành vấn đề chính là ngươi không nói ta cũng không thể phóng chính mình huynh đệ mặc kệ. Tô Nam tạ qua hắn, các điện thoại có chút bất an. Nàng hiện tại có thể xác định, Đường Dực là đã lấy đến điều tra kết quả. Khả vừa rồi gặp nàng thời điểm, hắn cũng không có bùng nổ như trước khắc chế. Chính là một người đi ra ngoài phát tiết. Nàng đau đầu xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Khả trăm ngàn đừng xảy ra chuyện gì, bằng không nàng thật sự là muốn cả đời lương tâm nan an nàng ở nhà tràn trọc, đường dực trong lòng cũng cùng hỏa thiêu giống nhau. Trời biết đang nhìn thấy nàng kia một khắc, hắn là tìm bao lớn khí lực tài khắc chế chính mình không có xông lên đi chất vấn. Hắn không rõ, vì sao nàng sẽ làm như vậy. Lúc hắn nhìn đến bản thân hợp pháp thê tử cùng đường để giống mỗi đối tuổi trẻ tiểu tình lữ giống nhau thân mật ôm ấp ảnh chụp khi, trong lòng hắn liền trụ vào một cái cắn cá nhân quái vật. Nguyên bản hắn cho rằng, nàng nói nhường hắn đi thăm dò này sự, là chỉ nàng từng làm tiểu thái muội làm qua đủ loại không lương chi cử khả hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là này hắn dừng lại xe đầu ghé vào trên tay lái trùng trùng hô hấp kỹ khẩu khả như trước là nỗi lòng nang bình khó trách nàng luôn luôn tại cự tuyệt khó trách nàng từ trước cùng đường tân quan hệ tốt như vậy thì ra là thế hắn nói không rõ chính mình trong lòng hiện tại là phẫn nộ càng nhiều một ít vẫn là hối hận càng nhiều một ít đi chỉ trích nàng phản bội hôn nhân hồng hạnh xuất tường. Nhưng này hôn nhân vốn là danh nghĩa, điểm này, chính hắn đều từng vô số lần cường điệu qua. Kỳ thật trong lòng hắn càng nhiều, cũng là xuất phát từ đối nàng hành vi khiếp sợ. Theo điều tra tư liệu thượng xem, nàng ở cùng đường tân kết giao đồng thời, còn giống trống khu chiên truy cốc gia ngạn. Đây mới là nhường hắn nhất không thể nhận địa phương hắn vô pháp nhận chính mình thật sự coi trọng một cái không có mỹ mạo nhưng không có xứng đôi nội hàm nữ nhân nàng hành vi đã đối hắn nhiều năm như vậy đến nhân sinh chuẩn sườn khởi xướng công kích điều này làm cho hắn cảm thấy bi ai đường dực là kiêu ngạo cho nên hắn sẽ không nhường chính mình cùng loạn bại lộ ở tô nam trước mặt hắn sẽ chỉ ở nàng trước mặt biểu hiện càng vân đạm phong khinh dùng thực tế hành động nói cho nàng hắn hay là hắn cho dù hắn trong lòng đã không biết về sau nên như thế nào cùng nàng ở chung đi xuống thổi nửa đêm gió lạnh hắn lưu lại ở đỉnh núi xem thập tứ ánh trăng chỉ kém một chút muốn viên mãn nhưng liền điểm này điểm khiến cho ánh trăng trở nên không viên mãn lý trí minh rạng sáng thời gian mới tìm đi lại đi lên liền lủi vào hắn trong xe quen thuộc khống chế ô tô đem xe bùng quang thượng đánh mở máy sưởi cảm thụ được phơ phất nóng gió thổi qua hắn có thế này dài ra một hơi, trà xác trà sát thủ nói. Ngươi nói ngươi buổi tối khuya, làm chi cùng bản thân không qua được. Đều nhanh mừng năm mới, sinh bệnh làm sao bây giờ. Ngươi còn tưởng ở trong phòng bệnh khóa 5A. Đường dực thủy chung mặt không biểu cảm, ánh mắt nhìn thẳng tiền phương, thế nào tìm đến. Lý Trí Minh xem hắn, tiểu tẩu tử nói ngươi khả năng can việc ngốc, xin nhờ ta hỗ trợ, ta liền vui vẻ nhi tìm đến A-Tai này tiểu vợ chồng lưỡng cãi nhau đều là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa ngươi còn so với nàng đại có cái gì luẩn quẩn trong lòng a đường giật ánh mắt sâu thẳm không hắn đã tưởng mở trở về đi lý trí minh tác chật lưỡi vậy ngươi theo ta cùng nơi trở về ân ừ. mở ra động cơ đường triều khởi động xe hướng về sơn hạ chạy tới tô nam luôn luôn không có ngủ thấy ở sắp hừng đông thời điểm nghe được một thân đóng cửa thanh âm. Nàng mở to hai mắt nhìn trời hoa bản, không hề buồn ngủ. Sắc trời vi hi, loáng thoáng triêu hà xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu xạ vào trong phòng, mang đến một chút ấm áp cùng quang minh. Bị xua tan hết thảy ám muội âm u việt. Tô Nam đứng ở trên ban công thân lười thắt lưng, bỗng nhiên liền đối với chân trời rất dương tiếu một chút. Kỳ thật như vậy cũng rất tốt. Có chuyện gì, sớm giải quyết sớm lưu loát thôi. nàng thay xong quần áo xuống lầu, cùng Thịnh Lan Tuệ cùng ăn bữa sáng. Thịnh Lan Tuệ uống một ngụm cháo, kỳ quái nói: "A dực thế nào, còn chưa dậy giường? Thường lui tới giờ phút này đã sớm nổi lên mới là." Tô Nam cúi đầu nói: "Khả năng quá mệt, vẫn là đừng đánh nhiễu hắn nghỉ ngơi." Thịnh Lan Tuệ là không thể tưởng được con trai của tự mình cơ hồ trắng đêm chưa về vương quản gia đợi nhân cũng không dám nói cho nàng. Nàng chính là cho rằng tới gần cửa ải cuối năm, trong công ty sự tình tương đối nhiều, cho nên đường dực mệt. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi quan tâm phân phó lưu mụ, cấp A dực đôn ăn lót dạ phẩm, hắn tuổi còn trẻ, cũng không thể mệt suy sụp thân thể. Lưu mụ ai một tiếng. Bọn họ chính đang nói chuyện, thang lầu chỗ truyền đến tiếng bước chân, không vài giây, đường dực cao lớn thân ảnh liền xuất hiện. Thịnh Lan Tuệ thấy con, sắc mặt lập tức cười thành một đóa hoa, tiếp đón hắn ăn cơm, chính nói ngươi đâu, ngươi đã rơi xuống. Đường dực gật gật đầu, đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống. Thịnh Lan Tuệ cho rằng đây là con tri kỷ, cho nên cố ý cùng bản thân tọa ở cùng nhau, rất là hưởng thụ. Nhưng là lại không nghĩ bởi vậy mà chọc tiểu vợ chồng lưỡng bất khoái, liền đẩy đẩy hắn nói. Ngươi thế nào tọa nơi này? Hồi ngươi địa phương đi đường dực bất động như núi, đây là ta chỗ ngồi. Thịnh Lan Tuệ oán trách một câu, biết ngươi đau lòng mẹ, mẹ tâm lĩnh. Đường dực cho nàng gấp một cái tiểu lung bao, chính mình cũng cúi đầu ăn cơm, ta một lát còn muốn đi công ty. Thịnh Lan Tuệ quả nhiên không nói cái gì nữa. Tô Nam yên lặng ở trong bát giảo giảo, ngẩng đầu nhìn đường dực liếc mắt một cái, cúi đầu ăn cơm. Đợi đến đường dực ăn xong này nọ xuất môn, Tô Nam cũng đuổi theo đường tiên sinh. Đường dực cước bộ một chút, quay đầu, vẻ mặt không vui không buồn, có việc. Phi thường xa lạ lãnh đạm. Tô Nam đã sớm dự liệu đến loại tình huống này, cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng nói. Ta tưởng chuyển ra ở riêng. Đường dực tay cầm nhanh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, thẳng đến nàng không được tự nhiên dời đi tầm mắt, này mới nói. Ngươi muốn làm cái gì? vốn định nhường ta mẫu thân mấy năm liên tục cũng qua không tốt sao. Tô Nam xấu hổ cười, thật có lỗi, ta không phải. Có chuyện gì, qua hoàng năm lại nói. Đường dực đánh gãy lời của nàng. Tô Nam yên lặng gật đầu, xem hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 28 28 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com kế tiếp trong thời gian đường dực cùng tô nam trong lúc đó lâm vào một loại rất kỳ quái quan hệ bởi vì thịnh lan tuệ hội cùng hai người cùng nhau mừng năm mới mấy ngày nay đều ở nơi này cho nên bọn họ ở nàng trước mặt còn duy trì tương đối thân cận quan hệ hội nhìn nhau cười hội tán gẫu có đôi khi đường dực cũng sẽ quan tâm nàng nhưng là nhân sau chính là hai trương mặt thang mạch nói thực ra Tô Nam kỳ thật còn cảm thấy loại này ngày rất tốt. Bởi vì đối phương đã biết đến rồi nàng qua lại, cho nên nàng hiện tại không có tâm lý gánh nặng. Bất quá nàng nghi hoặc là đường dực từ đầu đến cuối chỉ nhắc tới đường tân một người, không có nói qua tưởng thái hoa sự tình. Chẳng lẽ là hắn không tra được? Lại nói tiếp, tưởng thái hoa ở Kinh Thành cũng là nhất hào nhân vật, nếu ngay từ đầu còn có tâm trong lời nói, muốn bất lưu hạ dấu vết cũng không nang nàng nhịn không được ở trong lòng mắng một tiếng nguyên chủ thật là khờ nữ nhân. 28 tháng chạp buổi tối, đại gia đã ăn qua cơm chiều, kết quả đường tân phong trần mệt mỏi đã trở lại. Thịnh Lan Tuệ thấy hắn là vừa mừng vừa sợ, lôi kéo hắn một trận hỏi hang ân cần, trở về là tốt rồi, trước ngươi nói không trở về nhà mừng năm mới, khả nhường ta lo lắng gần chết. Đường Tân cười cười, dỗ Thịnh Lan Tuệ vài câu. Đường Dực thản nhiên nói, ta nhường hắn trở về mừng năm mới còn ở bên ngoài còn thể thống gì thịnh lan tuệ lườm hắn một cái tân tân này không phải muốn gây dựng sự nghiệp thôi ngươi này làm ca ca duy trì hắn điểm đường dực sao cũng được gật gật đầu nhưng là đường tân cười đến có chút miễn cưỡng đại bá mẫu ta không mua được vé máy bay ngồi thật lâu xe lửa trở về thịnh lan tuệ vừa nghe lại đau lòng vậy ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đúng rồi có phải hay không chưa ăn cơm ai nha đi tắm rửa một cái ta nhường lưu mụ nấu cơm cho ngươi đường tân lên tiếng có thế này lên lầu tô nam thờ ơ lạnh nhạt giờ phút này mới nhìn đường dực liếc mắt một cái hắn cố ý đem đường tân kêu trở về là có ý tứ gì muốn đối chất nhau nàng có chút phiền chán có vẻ nói một câu ta đi về trước nghỉ ngơi cũng lên lầu chạy lấy người đường dực nắm chặt trong tay cái cốc trước sau trên chân lâu, đây là muốn trộn sẽ đi. A, à, phát giác chính mình lại ở không tự giác tưởng chuyện này, hắn lại phiền chán, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Chọc Thịnh Lan Tuệ nói hắn, buổi tối đừng uống nhiều lắm trà, ảnh hưởng giấc ngủ. Con trai của nàng vốn mỗi ngày ở công ty xử lý sự tình liền đủ bận, nếu là buổi tối lại nghỉ ngơi không tốt, thân thể kia bị mệt suy sụp làm sao bây giờ? Đường Dực hàm hồ lên tiếng, bồi nàng xem tivi kịch. Thịnh Lan Tuệ tuổi một bó to, xem tivi kịch khẩu vị nhưng là đỉnh tạp. Gia đình luân lý kịch yêu xem, phim thần tượng cũng yêu xem. Hiện tại xem chính là gần nhất nóng bá nhất bộ hào môn phim thần tượng. Trong kịch nam phụ vẽ mặt tuyệt vọng chất vấn nữ chủ, ngươi liền như vậy yêu tiền sao? Liền bởi vì hắn có tiền, cho nên có thể dễ dàng từ bỏ chúng ta 7 năm cảm tình sao? Nữ chủ vẽ mặt ẩn nhẫn kiên cường, ngươi coi như là như thế này tốt lắm xoay người rời đi lưng thân mà qua khoảnh khắc nước mắt cuồn cuộn xuống đường dực mặt không biểu cảm xem nghĩ rằng ta có tiền còn không phải bị từ bỏ nga không đối cho tới bây giờ liền không ở cùng nhau qua đều là hắn tự đạo tự diễn đường tân mang theo một thân thủy khí xuống lầu ở thịnh lan tuệ quan ái đi xuống ăn cơm chiều có thế này sợ hãi rụt rè đi tới phòng khách ngồi xuống thịnh lan tuệ bên cạnh không dám cùng đường dực đối diện đường dực như trước mặt không biểu cảm trong lòng trào phúng đây là nàng coi trọng nam nhân này ánh mắt cũng là không dám khen tặng thịnh lan tuệ lôi kéo đường tân lại hỏi chúc hắn gây dựng sự nghiệp thượng sự tình dặn đường dực nhiều giúp giúp đường tân chờ phim truyền hình diễn xong rồi có thế này trở về nghỉ ngơi đường tân cũng tưởng đi theo đi chỉ tiếc hắn đường ca không nhường ngươi theo ta đi lại hắn bả vai nhất suy sụp trong lòng khóc thét một tiếng buồn bã yểu xìu đi theo hắn phía sau nhớ tới phía trước đường ca cho hắn gọi điện thoại đi lên câu nói đầu tiên chính là ngươi cùng tô nam ai truy ai hắn liền trong lòng run sợ từ bị tô nam đánh một chút sau thiếu niên lòng tự trọng nghiêm trọng bị nhục không muốn nhìn thấy cái kia đem chính mình đánh khóc nữ nhân lại nuốt không dưới kia khẩu khí vốn là muốn đem đến áo gấm về nhà đi đánh nàng mặt bởi vì hắn biết chính mình đường ca cùng nàng chính là hữu danh vô thật vợ chồng hơn nửa đường ca ánh mắt như vậy cao mấy năm nay bao nhiêu ưu tú nữ nhân tại bên người đảo quanh cũng là ai cũng không thấy thượng làm sao có thể để ý một cái ngực đại ngốc nghếch bao cỏ cho nên tương lai bọn họ nhất định sẽ ly hôn đến lúc đó kia nữ nhân còn không chừng tình huống gì đâu nhưng là này không có nghĩa là đường dực có thể dễ dàng tha thứ hắn thân móng vuốt trong điện thoại hắn bị dọa choáng váng nửa ngày không dám nói thanh hắn đường ca chỉ nói một câu cút cho ta trở về, liền quải thượng điện thoại. Hắn không dám không trở về. Giống như là lúc trước cô Nam nói được như vậy, hắn bây giờ còn dựa vào đường dực mà sống, vô luận là cuộc sống vẫn là gây dựng sự nghiệp cũng không có thể mất đi này lớn nhất dựa vào Sơn. Tuy rằng lần này trở về sau, này dựa vào Sơn khả năng hội càng muốn giết chết hắn. Trong thư phòng, đường dực ngồi ở bàn làm việc mặt sau, hai tay giao nhau phóng ở thân tiền, chính khí nghiêm nghị, giống như gương sáng treo cao hạ thiết bánh công mà đường tân cùng cái phạm sai lầm học sinh tiểu học giống nhau ủ rũ đứng ở cái bàn phía trước ánh mắt trốn tránh khóc tan một trương mặt đường dực vẻ mặt lạnh lùng hỏi lại ngươi một lần các ngươi ở cùng nhau là ai truy ai đường tân không dám nói dối nhỏ giọng trả lời ta truy nàng đường dực thủ căng thẳng khi đó nàng đã là thê tử của ta đường tân muốn chết xúc động quả nhiên là ma quỷ. Nói thật, hắn quả thật thực khen tị chính mình đường ca. Tuổi còn trẻ liền nắm trong tay đường gia, đi ra ngoài không nói là vạn nhân kính ngưỡng, khá vậy là bị chịu tôn sùng. Bởi vì hắn là đường gia chủ. Mà hắn, nói dễ nghe điểm sự đường gia chủ đường đệ, khó nghe điểm chính là đường gia chi nhánh. Khả rõ ràng hồi nhỏ gia gia càng thích hắn. Hắn còn nhớ rõ gia gia sẽ đem chính mình ôm ở tất đầu nói giỡn, hội dung túng hắn một ít tiểu tỳ khí, mỗi lần nhìn thấy hắn liền cười tủm tỉm, một ngụm một cái ngoan tôm. Hắn đường ca lại chỉ có thể có nề nếp học tập, tưởng cái tiểu đại nhân giống nhau đi ước thúc chính mình, hơi có sai lầm, sẽ bị gia gia răng dậy. Không khoa trương nói, khi đó ở đường gia, hắn mới là cũng có phân lượng một cái. Khả chờ gia gia qua đời, đại bá thành gia chủ, hắn cùng phụ thân ngày liền không có trước kia tốt như vậy qua tuy rằng đại bá cũng không có hà đợi bọn hắn khả ca ca cùng ba đến cùng là không đồng dạng như vậy bọn họ một nhà chuyển ra đường gia nhà cũ mà sau này đường dực thay nhận gia chủ hắn ngược lại chuyển trở về cùng chính mình đại bá mẫu sinh hoạt tại cùng nhau hắn hy vọng đại bá mẫu càng thích chính mình cho nên dùng sức lấy lòng nàng bắt đầu hắn cho rằng chính mình thành công thực hiển nhiên đại bá mẫu đang nhìn thấy hắn thời điểm cười đến càng vui vẻ nhưng là sau này hắn cũng đã hiểu. Vô Lượng là gia gia vẫn là đại bá mẫu, nhìn hắn giống như là xem một cái sủng vật, sủng là có thể, không cần thiết quá lớn tiền đồ. Mà đường Dực, hắn là đường gia người thừa kế, cho nên mới sẽ bị nghiêm cẩn yêu cầu. Minh Bạch này đó hắn không cam lòng, lại làm không xong cái gì, căn cứ ta mất hứng muốn cách ứng suy nghĩ của ngươi, đi thông đồng Tô Nam. Này hắn trên danh nghĩa đại tẩu. Điều này làm cho hắn có loại dấu kính khoái cảm, xem, lão bà ngươi là của ta. Tuy rằng này bạn gái tỳ khí không tốt, hắn kỳ thật cũng không làm gì thích. Đáng tiếc thông đồng nhất thời thích, năm sau hỏa tán tràn. Đợi đến bị Đường Dực ép hỏi giờ khắc này, hắn tài hối hận vô cùng. Đường Tân trầm mặt, Đường Dực cũng trầm mặt, chính là dùng chim ưng giống nhau ánh mắt xem hắn, thẳng nhìn xem hắn cái trán đổ mồ hôi, rốt cuộc kiên trì không được. Ta ta bị ma quỷ ám ảnh. Đường tân cổ họng hữu xích giải thích. Đường dực khóe miệng nhếch lên một cái trào phúng tươi cười, bị ma quỷ ám ảnh. Ngươi truy nàng, chẳng lẽ không đúng bởi vì thích nàng sao? Tài không có đâu. Đường tân phá bình phá ngã, nàng tỳ khí như vậy kém, một điểm cũng không ôm nhu, ta tài không thích nàng. Khi vì sao truy nàng? Đường tân không dám nói vì ghê tởm ngươi, cái khó ló cái không nghĩ ra được một cái lấy cớ chính là tưởng nhường nàng trước thích ta lại quan nàng ai nhường nàng mỗi ngày ở trước mặt ta đắc sắc còn khinh thường ta đường giật sắc mặt càng lạnh lùng đường tân nơm nớp lo sợ trộn chăm chú nhìn sợ tới mức chân đều nhuyễn thật lâu sau đường tiên sinh rốt cục cao lãnh phun ra một câu ngươi có thể đi rồi đường tân như mông đại xá trốn cũng dường như chạy vội mà đi trong thư phòng đường dực cầm lấy di động nghe được sao tô nam ngữ khí thật bình tĩnh nghe được đường dực tâm căng thẳng ngữ khí lại càng thêm bình tĩnh dường như người ngoài cuộc giống nhau hỏi nàng có cái gì cảm tưởng không có gì cảm tưởng tô nam không gọi là nói ai tuổi trẻ thời điểm không có yêu vài người cặn bã đâu huống chi ta cũng không phải cái gì thứ tốt không phải sao đường tân cùng nguyên chủ ở cùng nhau chỉ là vì cách ứng đường dực mà nguyên chủ cùng với hắn đồng thời, còn cùng không chỉ một người nam nhân dây dưa không nghĩ. Này cũng thật nói không tốt đến cùng ai kiếm ai. Đường dực gắt cao cầm di động, ngữ khí trầm thấp, không có khác muốn nói sao. Cô Nam nghĩ nghĩ, nói. Không có, ta muốn nghỉ ngơi, tái kiến. Sau đó rõ ràng lưu loát cắt đứt điện thoại. Đường dực táo bạo nhất đá cái bàn. Nàng vì sao không tức giận? vì sao không giận gào thét nhường đường tân lăng? Chẳng lẽ là đối đường tân còn do có thừa tình? Này nhận thức nhường hắn ngực càng trướng đau. Hắn giống chỉ khốn thú giống nhau ở trong thư phòng đổi tới đổi lui, cấp lý trí minh gọi điện thoại, nếu một nữ nhân, ở biết nàng bạn trai kỳ thật không là vì thích tài cùng với nàng, nàng lại không thèm để ý, này đại biểu cái gì? Mặt danh kỳ diệu tự thành vì cảm tình giải độc chuyên gia Lý Trí Minh đầu tiên là mộng bức A một tiếng, nghe đường dực thúc giục có thế này chần chờ nói thuyết minh cái cô gái này đối nàng bạn trai cũng căn bản không có gì cảm tình đi bởi vì không thương cho nên không cần đường dực cảm thấy không thể tưởng tượng song phương đều không có cảm tình vì sao muốn ở cùng nhau lý trí minh buồn rầu khai động não khả năng cái kia nữ nhân là thương hắn tiền có cái cũng có tiền nam nhân ngay tại bên người nàng đó là thương hắn soái cái kia nam nhân so với hắn soái đó là thương hắn ôm nhu săn sóc cái kia nam nhân so với hắn càng ôm nhu săn sóc lý trí minh không vì tài không vì mạo cũng không làm người phẩm thì phải là vì danh cái kia nam nhân so với hắn cũng có danh cũng có thể vì nàng mang đến càng nhiều danh khí lý trí minh buông tha cho ta đây cũng không biết đường dực ở tại chỗ nôn nóng dạo qua một vòng đối điện thoại kia đoan nói này cũng đều không hiểu, ngươi còn biết cái gì? Không hiểu bị trở thành trí chứng lý trí minh. Mờ giờ dết dết. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 29 29 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Kỳ thật Tô Nam đã ở buồn bực vì sao đường dực muốn cố ý nhường nàng dự thính vừa ra tuần, tuy rằng này tuần cùng nàng có liên quan hắn là tưởng biểu đạt cái gì? Muốn cho nàng biết nàng bị nhân đùa giỡn, sau đó xem nàng hỏng mất xem nàng phẫn nộ xem nàng cuồng loạn. Thật xin lỗi, đừng nói nàng bản liền sẽ không để ý cái này thực chất thượng không có quan hệ gì với tự mình chuyện, chính là nhân vật chính thật là nàng, nàng cũng chỉ hội yên lặng thu thập xong chính mình khó coi cùng thương tâm, sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu mỉm cười gặp người. Nàng buông tay cơ suy nghĩ một lát, đại khái là đường dực cảm thấy không chịu nổi chịu nhục, cho nên muốn vũ nhục trở về. Khi hắn tùy ý vũ nhục tốt lắm, dù sao nàng không có làm qua, này đó đối nàng mà nói đều là không đến nơi đến chốn. 29 tháng chạp, công ty đều đã phóng nghỉ đông. Đường dực sáng sớm đứng lên sau chỗ nào cũng không đi, cả người như là phối ngẫu bị cướp đi mảnh thú, âm trầm ngồi ở trong phòng khách. Ngáp dài xuống lầu đường tân thấy hắn, chân vừa trật thiếu chút nữa ngã xuống thang lầu. Nhà mình đường ca cắn nhân ánh mắt nhìn qua, hắn lập tức cục đuôi làm người, khô cằn cười, sớm, đại ca. Đường dựt theo trong xoan mũi ừ một tiếng. Thịnh Lan Tuệ rất tinh lực chỉ huy người hầu quét dọn vệ sinh, xem thấy bọn họ lưỡng chữ ở trong phòng khách mắt to trừng đôi mắt nhỏ, rõ ràng một người trong tay tắt một khối khăn lau đi qua, các ngươi hai cái đại tiểu tử bộ dạng cao, đi đem những lưu mụ đó các nàng với không tới địa phương lau. Đường dựt nhíu mi, trong nhà có bảo tiêu. Bảo tiêu cũng không phải bảo mẫu, Thịnh Lan Tuệ thực giảng đạo lý, các ngươi nhàn ở trong này làm cái gì, nhanh đi. Thái hậu lên tiếng, ai cũng không dám phản đối. Đường Tân tuy rằng lòng tràn đầy không vừa ý, muốn làm nũng xong việc, nhưng là thấy đường dực đều đứng lên, chỉ có thể đi theo đứng lên. Hắn hiện tại là mang tội thân, quyết không thể quá mức kiêu ngạo. Đường dực nhìn hắn không vừa mắt, trời rất lạnh nhường hắn đi bên ngoài lau thủy tinh. Lưu mụ bị bọn họ đuổi đi, còn rất cao hứng, có chút địa phương rất cao, nàng lão dơ can cũng mệt mỏi. Vì thế nhất chỉnh phiến cửa sổ sát đất, toàn thành đường tân nhiệm vụ. Gió lạnh vèo vèo thổi, Đường Tân rụt lui cổ, vẻ mặt quán niệm xem hắn Đường Ca thi thi nhiên lên lầu. Khẳng định là trốn tránh làm việc đi. Hắn một bên lau cửa sổ một bên oán thầm, nhưng hắn lau trần nhà cũng tốt a, à, ít nhất bên trong ấm áp. Đường giật lên lầu không phải giấu đi không nghĩ làm việc, mà là đứng ở tô nam trước cửa phòng. Hắn một tay mang theo thủy thùng, một tay cầm khăn lau, sao vang nàng cửa phòng. Tô nam chính trốn ở trong phòng phao dược dục. Vừa mới đứng lên, liền nghe được tiếng đập cửa. Nhìn nhìn còn ngâm ở trong nước dược liệu, nàng đứng dậy mặc xong quần áo, quan thượng cửa phòng tắm đi ra ngoài. Mở cửa, thấy đường dực thời điểm nàng sửng sốt một chút. Đường dực mặt không biểu cảm, cử dơ trong tay khăn lau, ta đến quét dọn vệ sinh. Tô Nam. A. À. Mẫu thân để cho ta tới. Đường Tiên Sinh mặt không đổi sắc xả ra thái hậu này mặt đại kỳ. Quả nhiên Tô Nam vừa nghe lời này liền bình thường trở lại. Nàng sườn nghiêng người, kia phiền toái ngài. Đường giật đi vào, đưa lưng về phía nàng, ánh mắt sâu sắc nhìn quét một lần phòng, co rúng một chút cái mũi, cái gì cũng chưa nói, đi đến cửa sổ tiền liền bắt đầu động thủ. Cô Nam vạn vạn không nghĩ tới tổng tài thế nhưng thật sự như vậy tiếp đất khí, Thịnh Lan Tuệ nhường hắn làm việc, hắn thế nhưng liền thật sự cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu can đứng lên. Nàng đứng ở nơi đó có chút xấu hổ, chủ động đi qua nói. Vẫn là ta đến đây đi. Nói xong thân thủ đi lấy hắn trong tay khăn lau. Đường dực nghiêng người tránh đi nàng, ánh mắt dính ở trên cửa sổ, tiếp tục huy động chính mình hữu lực cánh tay, thản nhiên nói. Không cần, ngươi vừa tắm rửa xong, tránh xa một chút, đừng lạc bụi. Tóc nàng sao còn tại giọt thủy, vừa thấy chỉ biết vừa rồi đang tắm. Tô Nam nghĩ nghĩ, gì cũng không can liền chữ ở trong này cũng ngượng ngùng, rõ ràng xuống lầu cũng tìm khối khăn lau đi lên, chuẩn bị cùng nhau. Không nghĩ tới chờ nàng đi lên thời điểm liền phát hiện, đường tiên sinh đứng ở cửa phòng tắm khẩu, cao lớn thân ảnh vẫn không nhúc nhích, tự hồ mặt trong mặt tình cảnh dọa choáng váng. Nàng tâm căng thẳng, vội vàng chạy tới. Trong bồn tắm một đống dược liệu chết không nhắm mắt. Đây là cái gì? Đường Dực xem kỹ xem nàng. Tô Nam duy trì trấn tĩnh, một điểm thuốc bắc mà thôi, bong bóng đối thân thể hảo. Đường Dực ánh mắt càng ý vị thâm trường, ta đổ không biết ngươi còn hiểu lắm dưỡng sinh. Tô Nam mặt dày thừa nhận, nơi nào, chính là biết một điểm da lông mà thôi. Đường Dực thật sâu nhìn nàng một cái, cái gì cũng chưa nói chính là đi vào phòng tắm mở nước. Tô Nam chạy nhanh ngăn đón hắn, đường tiên sinh, thật sự không cần ngài đến làm này đó, ta có thể chính mình quét dọn. Đường dựt xem một đống kêu không nổi danh dược liệu ở thủy xoáy lý đảo quanh, đợi đến dòng nước không sai biệt lắm, liền xả bên cạnh một cái plastic mang đem bên trong dược liệu nhặt đi vào chuẩn bị ném xuống, Tô Nam ở một bên xấu hổ phải chết. Đây đều là nàng tắm bồn còn lại a. À. Nàng một phen đoạt qua gói to, Thôi đường dực đi ra ngoài, được rồi ngươi đi ra ngoài, còn lại ta đến thanh lý. Đường dực cúi đầu xem xem nàng phát đỉnh, nhấp hé miệng, cái gì cũng chưa nói, thuận theo đi ra ngoài. Chính là ở Tô Nam mang theo gói to rời đi thời điểm, cấp vương quản gia đánh cái điện thoại. Các điện thoại, hắn tài có tâm tình tinh tế đánh giá nàng phòng. Này phòng so với mấy tháng trước sạch sẽ rất nhiều cũng hỗn độn rất nhiều. Sạch sẽ là, bày biện ở bàn trang điểm thượng chai chai lọ lọ phần lớn biến mất không thấy chỉ còn lại có chút trụ cột hộ phu phẩm hỗn độn là đầu giường còn có trên bàn học đều phân tán rất nhiều bộ sách có trung học ôn tập tư liệu cũng có một chút tạp thư hắn không chỉ một lần đã tới này phòng lại mỗi lần đều cảm thấy ở biến hóa có thể là bởi vì phòng chủ nhân ở không ngừng thay đổi đi hắn không chút để ý ninh ninh khăn lau đi đến nàng trước bàn học tùy tay phiên phiên vốn tưởng rằng là 5 năm, năm thi cao đẳng 3 năm mô phỏng, kết quả lục ra đến một trương A4 giấy, chỉ thấy mặt trên viết. Vi phạm lệnh cấm từ, sắc dụ, dục hỏa, câu dẫn, trên rỉ. Đường dực. Nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hắn dường như không có việc gì khép lại thư, cầm lấy khăn lau liền bắt đầu lau bàn. Tô Nam trợn mắt há hốc mồm đứng ở cửa khẩu. Đường dực chột dạ, thản nhiên hỏi. Thế nào không tiến vào? cô nam theo dõi hắn trong tay khăn lau chần chờ nói này khối khăn lau ngươi vừa rồi có phải hay không dùng để lau toilet rửa mặt đài tới lau qua cửa sổ lau qua toilet hiện tại lại đây lau nàng cái bàn nàng không có gì khiết phít nhưng là chịu không nổi a à. đường dực hậu tri hậu giác lỗ tai ửng đỏ một một trương mặt nói ta sẽ tìm người đến lau nói xong dẫn theo nước tiểu thùng mang theo bẩn hề hề khăn lau chạy trối chết Tô Nam thở dài, nói tốt khiết phích Nam chủ đâu. Kết quả hắn tự mình quét dọn vệ sinh, nhưng lại là như vậy không chú ý quét dọn. Đường dựt xuống lầu sau, vương quản gia nhỏ giọng đến báo cáo, đã cấp bác sĩ lục đưa đi qua, rất nhanh chỉ biết kết quả. Nói lên chuyện này, vương quản gia cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Trong nhà nhiều người như vậy, thế nhưng không có phát hiện tô nam trộn vận dược liệu tiến vào. Cấp ba sinh túi sách vốn liền đại, tràn đầy chứa rất nhiều thư nàng phóng điểm phân lượng không nặng dược liệu mang tiếng vào lại một người vụn trộn ở trong phòng sử dụng căn bản không có nhân phát giác đường dực gật gật đầu đi thư phòng an an ổn ổn ngồi ở chỗ kia chờ đợi chờ bác sĩ lục phân biệt này dược liệu rất nhanh bác sĩ lục bên kia trở về tin này dược liệu tên đường dực xem không hiểu cũng không biết có ích lợi gì chính là bác sĩ lục cuối cùng đánh giá hấp dẫn hắn cố bản bồi nguyên, cường thân kiện thể, hư hư thực thực là tập võ người phụ trợ phương thuốc. Đường dực nắm chặt điện thoại di động. Phía trước Tô Nam cùng hắn giải thích qua, chính mình tưởng rèn luyện thân thể, lại cảm thấy luyện võ thực khốc, cho nên ở trên mạng chiếu giáo trình luyện tập. Khi đó hắn hoàn toàn tín nhiệm nàng, cho nên không có gì chần chờ liền tiếp nhận rồi này ý kiến. Nhưng là hiện tại ngẫm lại, chỗ nào có loại này thiên thượng điệu bánh thịt hảo sự đầu năm nay trung nhị thiếu niên cũng không ít, ai còn trẻ hết sức lông bông thời điểm từng cái võ hiệp mộng. Khả cuối cùng có mấy cái thật sự thành võ lâm cao thủ. Phía trước xem nàng đánh quyền giống như khung giống như dạng, hắn còn âm thầm bật cười, hiện tại liên tưởng một chút nàng tấu đường tân, ở leo đến tạp tràng thời điểm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhất kiện kiện đều cho thấy nàng cũng không phải cái nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương. Còn có hiện tại thuốc này Phương, dựa theo bác sĩ Lục Cách nói, thuốc này phương là thứ tốt, chỉ sợ là có chút nhân gia tổ tiên lưu truyền tới nay bí phương. Khả nàng dễ dàng lấy tới tay. Nhất định còn có hắn không biết sự tình phát sinh. Hắn mở ra di động, gọi người tiến vào. Tô Nam còn không biết chính mình gốc gác đều nhanh bị ít, còn tại nỗ lực ở trên máy tính sao gõ đánh. Nàng nghĩ nghĩ, vì sau này không miệng ăn núi lở, trọng thao của nghiệp vẫn là rất tất yếu. Năm 31 sớm tinh mơ, đường dực này gia chủ liền đứng lên dáng câu đối thịnh lan tuệ ở mặt dưới cười tủng tiểm xem đường tân thủng hai cái móng giò thủ lui ở trong phòng ngày hôm qua hắn bị lệnh cưỡng chế ở bên ngoài lau thủy tinh cho tới bây giờ không làm qua khổ sống tiểu thiếu gia chỗ nào chịu qua loại này tội hàng phong sắc sắc trung đông lạnh thành một cái cẩu không nói nguyên bản thon dài thủ đều đông lạnh thành một lên men bánh bao thịnh lan tuệ vừa thấy thời điểm vừa ý đau hỏng rồi ván trách đường dực vài câu, đường tân vội vàng cấp chính mình đường ca nói tốt. Hắn đây là lập công chuộc tội, chỉ cần có thể nhường đường ca phát tiết lửa giận cũng tha thứ hắn, loại này không đến nơi đến chốn chuyện tính cái gì. Ân. Ừ. Kỳ thật vẫn là vừa đau lại ngứa, đông lạnh sưng lên thủ ở ấm áp bên trong trở nên kỳ ngứa vô cùng, còn có điểm thứ thứ đau. Hắn cùng cái lão nông dân dường như sủy thủ, mặt không biểu cảm tọa ở trong góc suy xét nhân sinh hắn có phải hay không thật sự sai lầm rồi tô nam xuống lầu tiếp thủy vừa định trở về đã bị thịnh lan tuệ gọi lại nam nam đừng hang ổ ở trong phòng ngủ bồi mẹ đến nấu cơm nàng chỉ có thể buông cốc nước đi theo tiếng phòng bếp nàng mấy ngày nay tận khả năng qua ở trong phòng ngủ giảm bớt cùng đường tiên sinh gặp mặt số lần miễn cho hắn vừa nhìn thấy nàng đã nghĩ khởi nón xanh tiến tới tâm tình không tốt lúc lơ đãng cùng đường Dực tầm mắt đụng vào cùng nhau trong ánh mắt hắn tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng sâu không thấy đáy ám sắc, nhưng nàng tự dưng đánh cái rùng mình, theo sát ở thịnh lan tuệ mặt sau trợ thủ, cũng không dám nửa loạn nhìn. Về phần đường tân, nàng xem cũng không xem liếc mắt một cái. Mà ở âm u góc xó mốc meo đường tân nghe được động tĩnh hướng bên kia xem qua đi, ánh mắt mới vừa ở tô nam trên người lưu lại bán dây, hắn đường ca sát khí liền xung đi lại. Hắn chạy nhanh quay đầu, khóc không ra nước mắt hắn không có khác ý tứ, thật sự, chính là theo bản năng xem liếc mắt một cái mà thôi, tuyệt không nhị tâm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 30 30 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Năm cũ lịch ngày còn chưa có hoàn toàn ít đi qua, năm 31 sớm tinh mơ, trong trang viên liền lục tục đến một ít đường gia tộc nhân. Nhân cũng không nhiều, cùng đường dực huyết thống quan hệ đặc biệt gần cũng liền chỉ có đường tân. Những người khác đều hướng lên trên ngược dòng 4 năm đại tài năng tìm được một điểm quan hệ, lại nói tiếp kỳ thật đều là bà con xa thân thích, nhưng là vừa tới là đường dực bên này thân cận thật đúng không có, mà thịnh lan tuệ năm kỷ đại thích náo nhiệt, thứ hai những người này đầu óc lại chưa đi đến thủy, có thể ôm đùi đương nhiên muốn đến bế, cho nên mỗi đến mừng năm mới, những người này vẫn là hội vui vẻ nhi đi lại làm đường gia nữ chủ nhân, Tô Nam tự nhiên không thể lại tiếp tục qua ở chính mình phòng ngủ. Trên mặt nàng mang theo mỉm cười ngồi ở thịnh lan tuệ bên cạnh, nghe vài cái thượng tuổi nữ nhân ở cùng thịnh lan tuệ nói chuyện phím, đoan trang hiền thục. Chọc kỹ cái trung niên bác gái nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Đại tẩu, thế nào A dực lặng yên không một tiếng động liền kết hôn đâu. Này nếu không là hôm nay đi lại, chúng ta đều không biết đâu một cái thoạt nhìn thực giản dị trung niên phụ nữ nhịn không được hỏi đường gia chủ kết hôn này phải là oanh động toàn thành đại sự mới đúng thế nào có thể như vậy điệu thấp đâu hơn nữa kết hôn đối tượng còn có chút một lời khó nói hết dù sao tô gia bát quái ở đế đô cũng không phải là chuyện mới mẻ thịnh lan tuệ vỗ vỗ tô nam mu bàn tay quay đầu đối kia vài cái dựng thẳng lỗ tai người ta nói nói vốn tưởng đại làm chính là đứa nhỏ này không nghĩ rất vô trương, nàng hiện tại quan trọng nhất vẫn là đọc sách, không nghĩ nhận đến cái khác ảnh hưởng, nói ngắn gọn chính là, này tức phụ chúng ta đường gia thực vừa lòng, rất muốn cao điệu một điểm nhường cả nước nhân dân đều biết đến, chính là Tô Nam chính mình không đồng ý. Tô Nam minh bạch, đây là thịnh lan tuệ ở giúp nàng nói chuyện, cho nên nàng cảm kích cười cười, trong lòng lại ấy nấy. Ân, năm sau liền ly hôn, này làm sao bây giờ? Quả nhiên, mấy người kia lại nhìn Tô Nam thời điểm, trên mặt biểu cảm liền chân thành hơn, khóe miệng Thượng Kiều cũng càng rõ ràng. Tức khiến các nàng một cái hai cái đều ở oán thầm đường giật mắt mù, coi trọng như vậy một cái bất lương thiếu nữ. Tô Nam đi theo các nàng ngồi một lát, đã bị Thịnh Lan Tuệ đuổi đi. Tuổi còn trẻ tiểu cô nương, đi theo các nàng này đó thượng tuổi nhân khẳng định nói không đến cùng đi. Mà Tô Nam lại không muốn đi tìm kia vài cái tuổi trẻ nữ nhân, liền trượt đi đạt đạt ở trong trang viên tản bộ. Đường Dực đứng ở lầu hai trước giường, xem nàng độc thân một người ở trống trải trong trang viên bước chậm, mùa đông khắc nghiệt sóc phong thổi trúng nàng sợi tóc bay lên, xem rất đáng thương. Hắn phía sau, một người tuổi còn trẻ nhân thăm dò thấy này một màn, cười hỏi: "Dực Đường thúc, ngươi tính toán khi nào thì làm hôn lễ a?" À? Đường Dực thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: "Chờ nàng nguyện ý." người trẻ tuổi nghẹn ở, không biết nên thế nào nói tiếp. Hảo thôi, cho tới bây giờ đều là nữ nhân vật cách điện đường dực bỗng nhiên tuôn ra đến kết hôn đại sự đã thực làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Hơn nữa này đường phu nhân thế nhưng không phải tiểu thư khuê các cũng không phải tiểu gia bích ngọc, mà là cái. Phong bình không tốt lắm nữ sinh. Càng làm cho nhân khó có thể tin là đường gia chủ thế nhưng đối nữ nhân này tình căng thâm chủng chẳng lẽ không hẳn là cái kia nữ nhân khóc cầu suy nghĩ muốn giống trống khua chiên thuận lợi vui vẻ gã tiếng đường ra sao? Thế nào hiện tại thành đường dực khóc cầu chờ nàng nguyện ý? Nữ nhân này không đơn giản a. À? Ở đây nhân tâm lý đồng thời tránh qua những lời này. Bị định nghĩa vì không đơn giản Tô Nam ở kế tiếp trong thời gian qua còn đỉnh thư thái. Vốn cho rằng những người này hội nhìn tự mình không vừa mắt chọn chọn thứ cái gì, không nghĩ tới một cái hai cái nhiệt tình lại chân thành nhưng là chính nàng bởi vì không biết những người này lại không biết nguyên chủ có nhận biết hay không thức cho nên toàn bộ quá trình bảo trì cao lãnh mỉm cười ngẫu nhiên cùng người cẩn thận tán gẫu vài câu nhiều đến liền không có đem thận trọng từ lời nói đến việc làm này bốn chữ phát huy đến mức tận cùng bất quá điều này làm cho mọi người đối nàng ấn tượng cải thiện rất nhiều cũng không có giống đồn đại lý như vậy không chịu nổi thôi này không rất tốt nhất tiểu cô nương sao Giao thừa là đại gia ở cùng nhau qua, bởi vì có tiểu hài tử, cho nên đường dực làm cho người ta mua yên hỏa trở về. Tiểu hài tử đều cười náo muốn thả yên hoa, đại nhân nhóm liền cười tủm tỉm ở một bên xem, miễn cho bọn họ thực bị thương chính mình. Đường dực cầm trong tay nhất thúc yên hỏa, đi đến tô nam bên cạnh, cúi đầu hỏi. Muốn hay không ngoạn? Tô Nam đã sớm rụt rịch, chính là không không biết xấu hổ cùng vài cái tiểu thí hài thưởng hiện tại đường dực đưa đến nàng trước mặt, nàng liền không khách khí thân thủ tiếp nhận đến, cảm ơn. Đường dực ý có điều chỉ nói một câu. Ta là ngươi trượng phu, không cần khách khí với ta. Tô Nam lập tức minh bạch, hắn là muốn trước mặt người khác tú ân ái. Tuy rằng làm không rõ đều phải ly hôn vì sao còn muốn trước mặt người khác làm bộ như ân ái bộ dáng, có thể có tiền là lão đại, cho nên nàng thuận theo gật gật đầu, đối hắn dơ lên một cái đại đại khuôn mặt tươi cười, có thế này chạy tới cùng vài cái tiểu thí hài cùng nhau phóng yên hỏa. Bị cô Linh Linh lãng quên ở tại chỗ đường dực. Hắn lấy yên hỏa đi lại, là muốn cùng nàng cùng nhau phóng, không phải nhường nàng chạy tới thông đồng khác nam nhân. Cho dù kia chính là vài cái chia đều tuổi không đến 10 tuổi tiểu nam hài. Đại niên sơ nhị, ấn tập tục là muốn về nhà mẹ đẻ. Tô Nam tiền một ngày buổi tối nằm ở trên giường rối rắm thật lâu. Nàng đột nhiên biến hóa lớn như vậy, tô gia nhân có phải hay không nhìn ra. Đường dực cùng nàng tuy rằng là trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng trên thực tế hai người ở chung thời gian cũng không nhiều, nhưng tô gia nhân không giống với. Cho dù cái kia cha lại cặn bã, hắn cũng là tận mắt thấy nàng theo một cái bé sơ sinh dài đến bây giờ lớn như vậy, hắn hội không rõ ràng chính mình nữ nhi bản tính sao. Ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu sau, Tô Nam cũng chỉ có thể an ủi chính mình, binh đến tướng trắng, nước đến đất chặn dù sao đều đã như vậy thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi vì thế sơ nhị bên kia nàng ở thịnh lan tuệ vui mừng dưới ánh mắt cùng đường dực trời đi trước khi đi thịnh lan tuệ còn lo lắng đi lại dặn dò nàng ba ngươi người kia ai hắn dù sao cũng là ngươi sinh phụ ta cũng không tốt nói cái gì chính là có một chút ngươi phải nhớ kỹ vô luận hắn hỏi ngươi cái gì ngươi liền giả ngu đặc biệt về a dực biết không Cô Nam sảng khoái gật đầu, ngài yên tâm, ta lại không ngốc, ai đối ta tốt còn nhìn không ra tới sao. Thịnh Lan Tuệ vừa lòng nở nụ cười. Như nói trước kia nàng còn xem này nàng dâu thực không vừa mắt, muốn tài hoa không tài hoa, muốn chọc giận chất không khí chất, nếu không phải nàng cùng nàng mẫu thân Phương Tuyết Di còn có giao tình, hơn nữa đường dực chính mình kiên trì, nàng tài sẽ không nhường như vậy một cái nữ hài làm chính mình con dâu đâu. Nhưng là trải qua leo sự tình sau, có lẽ là cộng hoạn nạn qua nàng đối tô nam cảm quan thì tốt rồi rất nhiều cho dù nàng có rất nhiều khuyết điểm nhưng là có rất nhiều ưu điểm a khác không nói gặp nguy không loạn cái khó ló cái khôn chính là tốt lắm đối với đường phu nhân này nhân vật mà nói mổ ta thời điểm là cần gánh vác khởi thực trầm trọng trách nhiệm cho nên có thể trầm được khí là trọng yếu phi thường phẩm chất tô nam không biết tâm lý của nàng biến hóa nàng hiện tại ngồi ở trong ô tô theo khoảng cách tô gia càng gần, lại càng là khẩn trương. Tâm thùng thùng kêu, sắp nhảy ra ngực. Đường dực ngồi ở bên người nàng, nhìn nàng một cái, ánh mắt ở nàng cứng ngắt dáng ngồi thượng lưu lại một cái chớp mắt, thản nhiên hỏi. Ngươi ở hại sợ cái gì? Tô Nam trong lòng lột bột một tiếng, trên mặt cũng không lộ mảy may, quay đầu nghi hoặc xem hắn. A, à, ta thật là có điểm sợ hãi. Nàng tự dễu cười cười, ta thật lâu không đi trở về, cũng không biết ta vị kia hảo phụ thân nhìn thấy ta thứ nhất mặt hội nói cái gì. Đường dực trong lòng tự dưng có chút thất lạc, khẳng định là nhiệt liệt hoan nghênh ngươi về nhà. Mặc kệ nàng ở tô hoành thịnh trong lòng trước kia đến cùng là cái gì địa vị, nhưng là hiện tại nàng là đường phu nhân, hắn nhất định phải bày ra từ phụ một mặt. Tô Nam nhún nhún vai, ta cảm thấy sẽ không, ta đoán hắn câu đầu tiên nhất định là hỏi trước hậu ngươi, căn bản nhìn không tới ta có như vậy một cái lòe lòe sáng lên sinh vật tại bên người, ai còn sẽ chú ý đến nàng. Đừng dực cho rằng nàng ở khổ sở, giật giật ngón tay, vẫn là vững như thái sơn, chính là nói. Này không đáng ngươi thương tâm. Tô Nam cúi đầu, tóc dài phân tán ở hai sườn, che khuất nàng vẽ mặt, ta chính là thuận miệng nói nói. Nói là nói như vậy, khả nàng trầm thấp ngữ khí thực hiển nhiên cho thấy nàng hiện tại tâm tình không tốt. Đường dực nhấp hé miệng, Rốt cục nâng lên thủ ở nàng trên đầu sờ soạn một chút đừng sợ hắn không dám động ngươi Bích xác chỉ cần nàng một ngày là đường phu nhân tô hoành thịnh sẽ đối nàng khách khách khí khí nhưng nàng rất nhanh sẽ không đúng rồi tô gia đến tô hoành thịnh thế nhưng mang theo lý phượng nghi đợi nhân đứng ở cửa khẩu nên đón tuy rằng hắn có cầu cho đường dực nhưng là như thế này không khỏi rất nịnh nọt chút dù sao hắn bây giờ còn đỉnh một cái nhạc phụ danh vọng lại đang nhìn thấy bọn họ xuống xe trong nháy mắt, lập tức ba bước cũng làm hai bước, cười đến giống đóa ngày mùa thu lý sáng lạng thịnh phóng cúc hoa, đường tổng, khả rốt cục đợi đến ngươi. Đường dực dè giặt cười, khóe miệng thượng kiều không đến 10 độ, tô tổng, mừng năm mới hảo. Ai, mừng năm mới hảo. Tô hoành thịnh cười tủng tỉm, dường như vừa thấy tô nam giống nhau, vẻ mặt hiền lành quay đầu tiếp đón nàng, nam nam cũng đã trở lại, ai nha càng ngày càng đẹp. Tô Nam tưởng mắt trợn trắng, ta đi đây là một cái làm cha đối chính mình nữ nhi nên trong lời nói sao? Cái gì kêu cũng đã trở lại. Còn như vậy lộ số ân cần thăm hỏi, cùng ân cần thăm hỏi người khác gia nhiều năm không thấy đứa nhỏ có cái gì khác nhau. Nàng học đường dực, thập phần dè dặt cười, cũng không nói chuyện. Tô Hoành Thịnh dường như không chú ý tới nàng lãnh đạm, liên thanh tiếp đón hai người hướng bên trong đi. Bọn họ vốn là khát cơm trưa điểm nhi đến, hiện tại vừa vặn ăn cơm. Tô Nam cùng đường dực ngồi ở một bên, đối diện là Tô Gia vài người. Trừ bỏ Tô Hoành Thịnh vợ chồng cùng tiểu nhi tử Tô Nham, còn có cái kia so với Tô Nam tuổi còn lớn hơn tư sinh tử Tô Duệ, cùng với Lý Phượng Nghi cùng Tô Hoành Thịnh một cái khác đứa nhỏ Tô Tâm Di. Tô Duệ năm nay đã 25, so với Tô Nam đầy đủ lớn 5 tuổi. Mẫu thân của hắn là Tô Hoành Thịnh mối tình đầu, 18 tuổi thời điểm liền vụn trộm trái cấm, không đợi đến 20, Tô Duệ liền sinh ra. Bất quá Tô Hoành Thịnh cũng sẽ không chỉ thỏa mãn cho một nữ nhân, mối tình đầu ở ở cử thời điểm đã bị khí bị bệnh. Hắn biết chính mình tương lai khẳng định muốn kết hôn một cái thế gia tiểu thư, cho nên ngay từ đầu đã đem Tô Duệ che giấu tốt lắm, thế cho nên vài năm sau Phương Tuyết Di ở cùng hắn kết giao kết hôn trong quá trình, hoàn toàn không có nghe đến một điểm tiếng gió. Tô Nam đối này đó cũng không quan tâm, nàng nay thiên hòa đường dực đi lại, hoàn toàn chính là đến đi cái quá trường. Đáng tiếc có người không nghĩ như vậy. Tô Tâm Di, năm nay 17 tuổi, ở mo đốn trường học niệm cao nhị, xem như tô nam học muội. Nàng tuổi còn nhỏ, nhà mình mẫu thân tiếu lý tàn đao bản sự lại đến học kỹ thành, chợt nghe nàng quan tâm hỏi tô nam. Tỷ tỷ, ngươi xem tỷ phu đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ cốc gia ngạn, hắn chỗ nào có tỷ phu tốt. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video